Chương 1711, nằm nhân lòng chinh phục, tô giật cho mày, trong lòng bỗng nhiên trung động, lẽ nào nàng thật yêu thích ta hay sao? Tiểu tử, cái này cung chủ cũng không giống như vân tinh nha đầu kia vậy một cách tinh quái, cái này nữ nhân không đơn giản, tâm tư vào biển, ngươi tự cân nhắc tin tường. Hồn mạch thú ngồi ngay ngắn ở huyền quang bên trong, động huyền thiên hỏa đang dự khí tiến nhập tô giật trong cơ thể về sau, một mạch quanh quẩn ở huyền quang bên trong. Nhũ bạch sắc trung mang chút nhất điểm hồng ánh sáng, dường như ngọn lửa nhấp nháy quay chung quanh ở huyền quan chu vi, hồn mạch thú cũng như chịu đến tẩm bổ, tinh thần sáng láng, khóe miệng có quắp trút ra, tô giật nhất thời gian cũng không quyết định chắc chắn được, đoan một tiểu mạng hướng tới âm tình bất định, nếu như chọc cho nàng không vui, hoặc hồi sai ý, há lại không phải là mình ăn thua thiệt đi, dù sao sẽ không làm đồ đệ của nàng, đại không được không được hướng nàng học ngự hồn thuật, lấy sau có cơ hội sẽ đi tìm tiền bối cũng giống như nhau. Hạ quyết tâm tô giật, nhỏ bé hít một hơi, nhìn đoan một tiểu mạng ánh mắt cũng thay đổi được trầm ổn xuống. Một mảnh như nước thủy triều hắc ám trung, ông nhu tế nhu thanh âm lặng lẽ chạy vào tô giật trong lòng, ngươi thật không muốn làm đồ đệ của ta sao? Vì sao? Mày kiếm hơi nhíu trong lúc đó, liền có thể thấy một cái cực kỳ cám dỗ thân tuyến ở mông lung bên trong xinh đẹp sinh tư, trắng mịn không xương âm ba trung chuyển, tô giật tâm chỉ một thoáng cũng thịt trung lên, dày mịt mờ trong bầu không khí, tô giật tức thì lại xuất hiện hơi thở hỗn hỉnh, bụng hạ nổi lửa cảm giác dường như bách trảo nào tâm. Nhất chủng muốn hung mảnh nhào lên cảm giác ở tô giật trong lòng quanh quẩn, trước mắt đoan một tiểu mạng tựu như cùng mèo một dạng. Tinh linh lại không mất mê hoặc, doanh doanh thủy mâu tràn ngập động nhân khí tức, huyết long độc còn không có giải khai này. Tức thì, tô giật sau lưng mát lạnh, quát lên một tiếng, huyết dịch bên trong, kích động ngọn lửa một cái liền sôi trào, dường như nham tương một dạng nóng bỏng lấy tô giật tâm thần nội thị, lại phát hiện như vậy nhiệt độ không cao cũng không thấp, thiên nguyên yêu hồn dường như ngọn lửa nhúng nhảy, nhấp nháy, nhưng là lại có một cổ cực kỳ gian nan cảm giác. Xem như vậy, đoan mộc tiểu mạng biến được càng thêm tuyệt sắc, mỹ má lúng đồng tiền như thơ khuôn mặt phía dưới, đầy ấp tuyết to lớn bộ ngực phập phòng bất định, hơi hơi trương khai môi đỏ mộng tràn ngập mị hoặc tình. Đây cũng không phải là huyết long độc quấy phá, là nàng đang dùng linh hồn uy áp trấn áp ngươi. Nàng muốn thăm dò ngươi thanh âm nhàn nhạt theo huyền quan chỗ truyền ra. ngươi nếu như không chịu bái sư, nơi đây liền hai người chúng ta, ngươi nói, đoạn kiếm hải xuống, ngươi là thật tình không nghĩ sao. Đoan một tiểu mạng linh lung nhỏ nhắn mềm mại thân thể hơi hơi chuyển động, rặng mây đỏ bắt đầu phô trên tuyết cổ, nhớ tới hải hạ một màn kia, không khỏi hơi hơi rung động, che giấu lãnh đạm khí tức phiêu đảng trên không trung, chữ bên trong mang theo mấy phần chờ mông, đoan một tiểu mạng nguyệt mâu linh động. Trên dưới tung bay tiệt vũ tự hồ có hỏa diễm đang nhảy nhót, Thăm dò ta cái gì? Như vậy nhìn kỹ, tô giật càng là cảm giác được hừng hực khó nhìn, vội vàng hỏi thiết hồn mạch, ngươi không chịu bái sư, lại không chịu đối nàng vô lễ, như vậy nhất vị tuyệt sắc thiên tư kiều nữ làm sao sẽ cam tâm? Ta xem à, ngươi động không động tâm, ta không biết, nạn là động tâm, hồn mạch thú khóe miệng một hiên, nhiều hứng thú nhìn tô giật bị đoan một tiểu mạng dằn vặt, mà lúc này tô giật hầu sớm đã khô cạn, liếm liếm đôi môi khô khốc, ý niệm trong lòng vội lăng thiết hồn mạch lời nói một lời thức dậy người trong mộng, yêu tin. Dùng cái này chủng phương pháp thăm dò ta có thật lòng không không muốn bái sư, vù vù, dùng mặt ngoài vân đạm phong khinh cực lực che giấu nội tâm nôn nóng, tô giật liếm liếm đôi môi khô khốc, lập tức không để lại dấu vết mà cười nhạt, thịt thịt thịt, ngươi đã muốn chơi, ta liền theo ngươi chơi. Tô giật trong lòng thầm nhũ, tô giật trong mắt tinh quang du động, ra vẻ lười biến nhức đầu, theo sau ám tự bàn tay rủ xuống xuống, ngự thiên quyết cùng hỗn nguyên chí tôn công dường như phong luân một dạng thần tốc vận chuyển, cho ta ổn định, đối mặt đoan mộc tiểu mạng cái này chủng cao cao tại thượng nữ nhân, chỉ có bình tĩnh mới là tốt nhất phản kích, ngươi đã muốn thử dò xét ta, ta đây cũng muốn thăm dò ngươi. Thế gian trên còn có chuyện gì tình so với chinh phục ngự thiên cung cung chủ còn có cảm giác thành công chuyện tình, theo cước bộ không ngừng về phía trước, tôi giật quanh thân cái kia cổ trêu chọc hừng hực cảm giác hơi hơi có một ít giảm bớt một chút quan mang kỳ lạ trào ở tô giật trong mắt đen nhánh bên trong, đèn sáng tắt, trống trải bên trong đại điện, đoan một tiểu mạng bình thản như tuyết mặt khuôn mặt bên trên hơi hơi bắt đầu động dung, thẳng đến tô giật đi tới trước người, đoan một tiểu mạng biến ảo tư thế, đang chéo tuyết bạch chân dài bắt đầu trở nên có chút mềm yếu, không khỏi tự chủ trong nháy mắt đứng dậy. Một cổ hương phong bằng khoảng không nhào tới, quanh quẩn ở mập mờ bầu không khí bên trong, tô giật trong nháy mắt thân ảnh chấp động, Dường như một ánh lửa tại chỗ biến mất, sau một khắc, lại xuất hiện, tô vật đã đem đoan mộc tiểu mạng hai tay gắt gao kềm ở, mà đoan mộc tiểu mạng lại một lần nữa ngồi trở lại ghế đá bên trên. Thoáng yên lặng, hai người bốn mắt đối lập nhau, lửa nóng khí tức ở hai người mặt khuôn mặt bên trong nhẹ nhàng đập, song phương đều có thể cảm giác được đối phương da thịt tiếng hít thở, ta đi, quá kích thích. Tiểu tử, ngươi là giải phóng thiên tính sao? Thiết hồn mạch này thì huyền quan bên trong la hét, hư hít mắt nhưng rõ ràng bắt đầu kích động, ngọc thủ hơi hơi dãy dùa, đoan mộc tiểu mạng lại một lần nữa bị tô giật đặt ở thân xuống, đẩy ấp linh lung mềm mại có hơi xúc cảm, nguyệt mâu vừa nhất, nhìn tô giật thản nhiên nói, ngươi muốn làm gì, ngươi cứ nói đi. Tô giật con ngươi đen nhánh bên trong hiện lên một tia giảo hoạt, hạ quyết tâm tô giật, hầu hơi hơi cuộn, mày kiếm dựng thẳng, nhìn đoan mộc tiểu mạng xinh đẹp mặt khuôn mặt, tô giật não hải bên trong bắt đầu có bay tán loạn mơ màng. Thực tế lên, tô giật đã bắt đầu trọng trọng thở dốc mắng thầm thật là muốn chết như vậy vưu vật ta dĩ nhiên không muốn hạ thủ bất quá hôm nay nếu như không để cho nàng một chút giáo huấn luôn là cầm một chiêu này tới lộng ta ai cũng ăn không tiêu kiên quyết không thể bị nàng ăn chắc một chút môi đỏ mọng bên trên là cao rất như núi mũi như hoàng đôi mắt tự như tinh thần một dạng làm cho tô giật trực tiếp thấy có chút ngu si thầm nghĩ nữ nhân như vậy đơn giản là có ở trên trời trên đất không a à hoàn hảo không được thường thường xuất cung, vừa ra cung còn chưa phải là đến chỗ trêu hoa gẹo nguyệt. Trời xuôi đất khiến trong lúc đó, hai người khoảng cách càng đến gần càng gần, có thể cảm giác được đoan mộc tiểu mạng cũng có một chút cảm giác, cuộc cường cắn môi, tự đầu lệch đi sang một bên, buông ra, ta không buông. Tô giật ngược lại đem cổ tay trắng tóm đến chặt hơn, tự hồ đoan mộc tiểu mạng đó là thuộc về nữ nhân của mình một dạng, đoạn kiếm hải xuống, ngươi cũng có thể đè nén, bây giờ là làm sao, lộ ra bản tính, đoan một tiểu mạng giọng mỉa mai lấy cười nhạt, thâm thúy con ngươi trừng mắt tô giật, tự hồ có vô tận phẫn nộ, nhưng ngược lại thái độ mơ hồ có thả lỏng. Tô giật mũi co lại, không có vấn đề nói, như huyết long độc để cho ta làm bẩn ngươi, ta khẳng định làm không được. Thế nhưng như ngươi đối với ta có cảm giác, vậy coi là chuyện khác, hơn nữa ta có thể khẳng định, ngươi đối với ta có cảm giác. Tô giật lời nói tức thì làm cho đoan một tiểu mạng ngơ ngẩn, thân thể hơi hơi co rụt lại, chợt cười nhạt đứng lên. Chương 1712, ý chí sắt đá, truyện cười. Ngươi ở trước mặt ta chỉ là một viên nhỏ bé di chuyển bụi, ta vì sao sẽ đối với ngươi có cảm giác? Lại nói, làm bẩn ta, ngươi dám không? Đoan một tiểu mạng mặt cười ửng đỏ, u lãnh đôi mắt đẹp trung tán phát một chút mị hoặc, tô giật khóe miệng vẽ ra một cái mỉm cười giảo hoạt, có thể cảm giác được lúc này đoan một tiểu mạng linh hồn uy áp đã hoàn toàn tiêu thất. Nếu như nói đoan một tiểu mạng thờ ơ, chính mình dứt khoát là sẽ không tin tưởng, dù sao sư phụ ta sẽ không nhận thức đấy. Thế nhưng ta rất muốn biết ngươi có phải thật vậy hay không vậy ý chí sắt đá. Hạ quyết tâm tô giật nhìn đỏ tươi mềm mại môi anh đào hơi hơi mở ra, hàm răng lưu danh, lửa nóng ánh mắt hơi hơi rung động, một đám lửa hừng hực trực tiếp liền từ tô giật tâm thần chi, trung sông tới, cuối người nhẹ nhàng mà xuống, tô giật đầu mới vừa nghiêng đi thời điểm, còn không có đụng chạm lấy như nhuận mở một dạng cánh môi chỉ nghe đại điện một đạo mùn hưởng âm thanh triệt, đầy trời cho bụi vũ động, tường trên ánh nến cũng theo đó đung đưa không ngừng. Âm, tô giật giống như một đạo đạn pháo một dạng thẳng thẳng bay ngược mà ra, lập tức đập ầm ầm trên mặt đất bên trên, mặt đất không chút sức mẻ, mà toàn bộ đại điện như trước nặng nề trong trẻo lạnh lùng. Rơi trên đất tô giật tức thì cảm giác toàn bộ xương cốt như toái một dạng, tứ chi thân thể không có nhất chỗ là không đau, mới vừa một chiêu kia, đoan một tiểu mạng là hạ trọng thủ hít một hơi thật sâu, đứng dậy, cước bộ khẽ rung lên, mà trước mắt đoan mộc tiểu mạng quần dài rung lên, tay áo phiêu phiêu. Trong nháy mắt xấu hổ thẹn rằng mây đỏ đã lần thứ hai trở lại bình thản ung dung thần tình, mặt cười bên trên đối mắt tử dường như trong trẻo lạnh lùng băng toản, nhàn nhạt nhìn phía xa tô giật, đoan mộc tiểu mạng. Ngươi như thế ra sức làm sao? Tô giật đau đớn không ngớt, nhẹ nhàng kêu to một tiếng, xoa mới vừa lấy mà địa phương, một cổ kịch liệt tê liệt cảm giác trong nháy mắt truyền lại mà tới, vết thương cũ chưa lành, lại thêm đau lòng, tô giật tức thì ánh mắt như lửa, gắt gao trừng mắt đoan một tiểu mạng, chỉ bằng ngươi. Còn chưa xứng thăm dò ta, răng ngọc tách nhẹ, hiển nhiên đối với tô giật không có chút nào đồng tình, băng sương bao phủ phía dưới, đoan một tiểu mạng bước liên tục nhẹ nhàng, nhanh chóng hàng hướng tô giật, tô giật ánh mắt trầm xuống trong cơ thể trong nháy mắt có thể cảm nhận được đoan một tiểu mạng vỡ áp mà đến linh hồn năng lượng, giống như là thủy triều trực tiếp khiến cho thiên nguyên yêu hồn mạnh mẽ rung rẩy, như rơi vào mộng cảnh một dạng. Cái này đẳng cấp uy áp rất khủng bố, tô giật trong lòng vô cùng sợ hãi, trước mắt đoan một tiểu mạng chỉ một thoáng biến đến vô cùng cự đại, ở trước mặt hắn chính mình biến được nhỏ bé không gì sánh được. Một cổ tự nhiên mà sinh hèn mọn cảm giác trong nháy mắt tràn đầy tô giật tâm thần, đồng tử đột nhiên lui thời gian, đoan mộc tiểu mạng đã đi tới trước mặt thật cao ánh mắt rủ xuống dường như nhìn hạ vị người một dạng cái này nữ nhân chăm chú ngươi chính là chịu thua đi nửa bước nguyên thiên ngươi cũng không cần giải dụa. hồn mạch thú nhìn uy lăng tự phát mà thành đoan mộc tiểu mạng như thiên nữ một dạng cùng mới vừa xinh đẹp ngượng ngùng hoàn toàn là hai cái dáng vẻ thu hồi thẹn thùng đoan mộc tiểu mạng tuyệt đối là mảnh đại lục này đỉnh cấp cường giả thung thung tô giật tâm thần động đảng dùng dằng đứng lên đoan mộc tiểu mạng ánh mắt bên trong một mảnh trong trẻo lạnh lùng, dường như vạn năm không thay đổi băng tuyết, ta không muốn ngươi cả đời, ngươi ý tứ ta biết, bái sư đi. Đoan mộc tiểu mạng động nhân khuôn mặt hạ hiện lên một tia thê tổn thương, vô tận đau đớn theo huyết quản cùng trong lỗ chân lông truyền tới, mới vừa thương thế vẫn còn ở mơ hồ làm đau, đoan mộc ánh mắt mang chút một cái đen nhánh tổn thương, lại càng như nhất cái khắp huyết đau nhọn cắm ở tô giật tâm lên, như vậy lo sợ không yên ánh mắt, Tô Giật đã đã lâu không gặp, nàng biết cái gì? Tô Giật có chút ngây thơ, khóe mắt nhỏ bé rút ra, Tô Giật nhãn trung một mảnh nghi hoặc, mũi nhỏ bé kinh sợ, nói ra, ta không thể bái sư. Ta mới vừa nói qua có sư phụ, không được quản ngươi cái gì sư phụ, nhất định bái ta làm thầy. Tô giật ánh mắt nhìn về phía đã bắt đầu có chút nổi giận đoan mộc tiểu mạng, chỉ thấy u lãnh trên khuôn mặt đầy sương lạnh, không thể. Một đạo tức giận cùng oán khí đột nhiên bộc phát ra, tô giật trường phát tung bay lộ ra một đạo tròng mắt đen nhánh ẩn chứa cực thịnh tức giận vừa dứt lời tô giật liền xoay người rời đi hôm nay dứt khoát chắc là sẽ không bái đoan một tiểu mạng vi sư cũng sẽ không vào ngự thiên cung kiên nghị khuôn mặt trên để lộ ra một tia lãnh ngạo đây là tô giật sau cùng cuộc cường suy tự như như vòng xoáy vậy cự đại hấp lực đem tô giật thân thể trực tiếp hướng sau bỗng nhiên lôi kéo thân thể không khỏi tự chủ lộn lại tô giật trong lòng khiếp sợ không thôi ngước mắt lần thứ hai nhìn về phía đoan một tiểu mạng thời điểm, ngừng hương ngọc phấn tiên tư đã tràn đầy tập kích thiên sát mà một dạng nghiêm nghị sát khí. Bàn bạc linh hồn năng lượng theo đoan một tiểu mạng quanh thân ồ ồ mà ra, mà đoan một tiểu mạng thân ảnh nhưng ở tô giật não hải bên trong vô tận phóng lớn, nhũ bạch sắc thần quan tự như tiên hà bao phủ, tràn ngập thiên địa, nhung nhược tuyết bay khuôn mặt ở cao mà lâm xuống, đạm nhã hai trọng mắt tự như vạn năm thần chỉ mở sông đồng, trong nháy mắt tô giật tâm thần trực tiếp tán loạn thành hư vô, giác chi. Một tiếng không được, tô giật hai đầu gối liền không nghe sai khiến đập ầm ầm ở đá phiến bên trên, mãnh liệt đau đớn cảm giác cũng không có đem tô giật theo nhỏ bé cảm giác trung trúc ra xuất hiện. Ở ngươi không có cường đại phía trước, ngươi không có bất kỳ quyền lợi cùng tư cách, ở trước mặt ta đàm luận bất kỳ điều kiện gì. Đây chính là thực lực. Mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu như là nước chảy theo tô giật cái trán trơn xuống, những lời này càng là dường như thiên âm một dạng kinh sợ ở tô giật trong đầu, hoàn toàn mất đi khống chế tô giật, con mắt trong nháy mắt huyết hồng, trong cơ thể thái hư biển sâu đã tỉnh mịch, chỉ có thần bí quan đoàn còn đang phát tán ra cực kỳ ánh sáng yếu ớt, cắn chặt trăng căng, một cổ bẻ khí theo trong lòng phun ra, trong con ngươi hàng ý lóe lên, tô giật nổi giận gầm lên một tiếng, ta không bái. Ngươi nghe không hiểu sao, chợt, một cổ cùng cùng linh hồn năng lượng ba động dường như tuyền nhãn bắt đầu khởi động một dạng, theo tô giật quanh thân bắt đầu phun ra. Tô giật bắp thịt và xương cốt không ngừng bộc phát ra đùng đùng tiếng chấn động, từng cổ một trây rất cảm giác đau đớn lần thứ hai doanh mãn mỗi một cái huyết mạch. Như có thể nhìn thấy, tô giật kinh mạch lại một lần nữa bắt đầu tóe ra cực kỳ hơi yếu tiểu vết trách, âm, đoan một tiểu mạng khuôn mặt sắc nhanh biến, kiều quát một tiếng, chấp tay hành lễ, giấu tay tức thì, thực mẫu hai chỉ chạm nhau, ngón giữa hợp nhất, chói mắt linh hồn năng lượng trong nháy mắt chảy ra hướng tô giật giữa chân mày, âm tức thì tôi giật hoàn toàn mất đi năng lượng thần bí quan đoàn rõ ràng bị vô số cái thật nhỏ quan ti sợ quấn quanh trong nháy mắt mất đi sức sống thời khắc này tôi giật dường như không có đầu khớp xương một dạng đứng ngẩn ngơ tại chỗ tứ chi cứng nhắc chỉ có nhãn thần còn bốc lên vô tận lửa giận không có một chút năng lực chống đỡ tôi giật đầu vô hình trung bị một cổ năng lượng thao túng nặng nề mà đập vào đá phiến bên trên trầm muộn tiếng oanh minh vang vọng đại điện thổ bụi phi đảng âm ba trận trận kìm ghê gớm tô giật, nổi gân xanh, đỏ lên da thịt dường như bị liệt nhật thiêu đốt một dạng, rống giận liên tục, buông. Ta không bái sư, chương 1713, tô giật sư phó, đỏ tươi ướt ác môi mở ra, một đạo tiếng cười lạnh yếu ớt truyền ra, cái này có thể không phải do ngươi, linh hồn uy áp lần thứ hai tăng vọt, một cổ nồng nặc đến tan không ra trọng áp lần thứ hai thêm tại tô giật cổ bên trên, cùng nhau đè một cái. Lại là lưỡng đạo nặng nề tiếng đánh, vang vọng phía chân trời, thêm trên mới vừa cái kia một đạo dập đầu, nhất cộng ba đạo muộn hưởng tiếng luân phiên vang vọng hư không, nửa khoảng không bên trong không khí sóng gần trong nháy mắt nhộn nhạo ra vô số rung động. Mà lúc này tô giật, đôi mắt đỏ bừng không gì sánh được, sát ý nồng nặc cùng sát khí lần thứ hai nhụm đẫm tràn ngập, lại một điểm không làm nên chuyện gì, mặc cho đoan một tiểu mạng bại bố, ở thực lực chân chính trước mặt. Tô giật lần thứ hai cảm giác được chính mình bất lực cùng nhỏ bé phát ra từ nội tâm cảm giác vô lực làm cho tô giật sa sút tinh thần không ngớt thần bí quan đoàn bị phong sau cùng lực lượng cũng bị cướp đoạt ở nửa bước nguyên thiên trước mặt mình chính là như vậy không có dùng chỗ sao tô giật không cam lòng huyết dịch sôi trào không ngừng sôi trào mãnh liệt râu tóc đều là lập hai tay chống tại trên đất dùng hết lực khí toàn thân muốn lần nữa mở ra thần bí quan đoàn ngưỡng thiên thét dài một câu đứng dậy a à? đứng lên cho ta a à? đoan mộc tiểu mạng tràn ngập cám dỗ thắt lưng lăn không lắc một cái vô cùng uy áp chật dường như cuộn sống một dạng cuộn trào mãnh liệt không thôi lại muốn dùng phần kia không được thuộc về ngươi lực lượng sao đoan mộc tiểu mạng nhãn trung hơi có chút ba động khóe miệng vén ra một tia trào phúng tình lẽ nào ngươi đến thời điểm mấu chốt chỉ biết ỷ lại không được thuộc về ngươi lực lượng sao thực sự là thật đáng buồn mỹ Long mi cau lại đoan mộc tiểu mạng nhãn trung tựa hồ nghĩ đến cái gì nhìn vẫn như cũ trên đất ngoan cố chống lại bất khuất tô vật trong mắt tinh quang đấu bắn, ngươi quản không được. Tô vật khàn cả giọng mà hô, chưa bao giờ có như vậy khuất nhục tô vật gắt gao kiềm ở đá phiến bên trên, ra sức dãy dụa, liên miên sóng âm khí bạo tiếng vang lên, chấn nhiếp nhân tâm, có tâm huyết. Thế nhưng đó là một dùng thực lực nói chuyện thế giới. Không phải ngươi dùng một lời tình cảm mãnh liệt liền có thể lên đỉnh, mỗi chữ mỗi câu, chữ nào cũng là châu ngọc, trầm trọng đập ở tô giật trong đầu thần sắc ngưng trọng tô giật trong lòng tức thì điện quang lóe lên kinh hãi tình lần thứ hai cuồn cuộn không khỏi than khổ quả thực ta quá yếu ớt nhỏ yếu đến liền tại nguyên thiên cảnh trước mặt lên năng lực cũng không đủ không có thực lực tuyệt đối cũng chỉ có thể mặc người chém giết cho tới nay tô giật đều ở đây không ngừng yêu cầu mình tăng cao tu vi năng lực lấy sang bằng thánh sơn vì mục tiêu mà hiện nay đồng dạng lắng động vạn năm ngự thiên cung trước mặt mình tự như nhất than bùng nhão cái kia ở thánh tôn trước mặt chính mình vậy là cái gì ra sức công hai tay dần dần động lại trong nháy mắt tô giật phản phất tỉnh ngộ một dạng nhãn thần khẽ nhúc nhích môi bị hàm răng cắn chặt mà ân ra tích tích tiên huyết như ngươi chuyện gì tình đều là dùng chết đi liều mạng căn bản không xứng để cho ta dạy ngươi ngươi chỉ là một cái triệt đầu triệt đuôi người nhu nhược không có đầu óc tử sĩ mà thôi khí lưu bắt đầu khởi động to lớn ngự thiên thần điện vô cùng trống trải đoan mộc tiểu mạng đứng ở tô giật bên người, khóe mắt bên trong hình như có quan mang lưu chuyển, nhạc đạo, không có thực lực, ngươi hay là liều mạng đều là nói suông âm, sắc mặt tái xanh tô giật có thể cảm giác được vỡ áp ở trên người trọng áp đã tiêu thất, tô giật ngồi xếp bằng mà ngồi, thần tình nghiêm túc, mới vừa vậy mạnh mẽ huyết khí cũng đã mẫn nhiên tiêu thất, tô giật không khỏi lắc đầu cười khổ. Không có thực lực tuyệt đối, liều mạng là bảo vệ không được bất luận kẻ nào, tôn nghiêm nguyên tắc hết thảy đều là nói suông dường như tỉnh ngộ một dạng tô giật đứng dậy như trước mặt trầm như nước hướng đoan mộc tiểu mạn gật đầu đoan mộc cung chủ ta hiểu lại một lần nữa nhìn về phía đoan mộc tiểu mạn tô giật đã hoàn toàn không có trêu đùa tâm tư chỉ có mạnh mẽ tôn trọng cùng ngưỡng mộ nửa bước nguyên thiên kỳ nữ chính mình lại lý do gì không khiêm tốn thỉnh giáo nghiêm túc ánh mắt phóng hướng xa xa đoan mộc tiểu mạn thanh nhã trang nghiêm đoan mộc tiểu mạn khẽ cau mày một cái thần thương không lộ ra dấu vết mà lướt đi, ngươi kêu ta cái gì? Đoan mộc tiểu mạng nhạc đạo, khẽ cắn môi, cao mày tô giật, thấp giọng gọi một cái nói ra, sư phụ, âm, kinh phong tịch quyển, nhất cổ kinh khủng cuộn sống lần thứ hai trào trên tô giật tâm thần trong lúc đó, mới vừa tất cả cấm chế cũng như gông xiền một dạng trong nháy mắt mở ra, tráng lần nữa ngẩn thời điểm. Đoan Mộc Tiểu Mạn thân hình đã không được thấy, không hề bận tâm thanh âm từ xa chỗ truyền đến, đi theo ta trường thở một hơi dài nhẹ nhõm, không có đoan một tiểu mạng tô giật tức thì ung dung không thiếu, nửa bước nguyên thiên linh hồn uy áp thật quá mức khủng bố, chính mình nguyên hoàng kỳ bị dây được không còn sót lại một chút cặn, tiểu tử, ăn được vị đắng. Thiết hồn mạch che miệng, hư nhẹ một câu, tô giật trọng trọng bạch hồn mạch thú liếc mắt, lại là một hồi mắng nhiếc, mới vừa cái kia mấy dưới quả thực bị thương không nhẹ, thở dài một tiếng, vẫn là nhanh lên tăng thực lực lên đi. Không có thực lực, hết thảy đều là lời nói nhảm luôn luôn nhất thiên đoan mộc tiểu mạng ta sẽ đứng giống như ngươi cao thậm chí so với ngươi cao hơn tôi giật trong lòng một hồi trầm ngâm quả quyết thần tình nghiêm túc không gì sánh được lập tức tôi giật liền hướng lấy đoan mộc tiểu mạng tiêu thất phương hướng đi hắc ám bên trong một con lửa đỏ hồ điệp dương cánh mà bay ánh sáng sáng chói dường như hà quang, chiếu sáng cả ngự thiên cung đoan mộc tiêu thất phương hướng chính là địa mạch chỗ ở địa mạch phía trước đã ở địa mạch bên trong đối đãi qua tô giật không bao lâu tìm được đoan một tiểu mạng lần nữa tiến nhập địa mạch bên trong một cổ ngút trời mà tới linh khí dường như lôi đình một dạng lần thứ hai dập ở tô giật thân lên trận trận dòng nước ấm du lần toàn thân ở nơi như thế này tưởng chừng như là tu võ người giáo lý phúc âm tô giật biểu môi mắt nhìn đoan một tiểu mạng bối ảnh tâm lý phạm nói thầm lúc này tô giật cũng không dám có nửa dư thừa lời nói nhảm thái độ hơi lộ ra cung kính Tô giật thời khắc nhắc nhở chính mình không muốn bị đoan mộc tiểu mạng khuôn mặt đẹp lừa gạt, nàng nhưng là một cái so với bất luận kẻ nào đều muốn cường đại nửa bước nguyên thiên cường giả. then chốt vẫn là một cái từng trải không gì sánh được phong phú trưởng môn tông chủ, tô giật hầu lần thứ hai khẽ động, mình bây giờ so với bất cứ lúc nào đều muốn khẩn trương. Ngự thiên địa mạch liền ở ngự thiên thần điện phía dưới cùng, là chỉnh tọa ngự thiên cung linh khí cung cấp nuôi dưỡng chỗ. Ngự thiên xuyên phong linh ngọc thanh tú, thiên địa năng lượng mênh mông cuồn cuộn không ngớt, chính là bởi vì có tráng kiện vô cùng địa mạch xoay quanh ở dãy núi bên trong. Trước đây ngự thiên cung chủ xây cung ở chỗ này, chính là nhìn trúng nơi đây địa mạch thâm hậu, linh khí đẩy đà. Nơi đây hướng tới đều là ngự thiên cung chủ mới có thể đi vào tới chỗ tu luyện, mà ta lần đầu tiên liền mang người tiến đến, tô giật mắt lộ ra kinh hải, trong lòng thiên nhân dãy dụa, cùng lúc cẩn thận phương đoan một tiểu mạng. Cùng lúc lại không tự chủ để sát vào đoan một tiểu mạng, như đã nói qua, đoan mộc tiểu mạng không riêng gì đối với người nhà họ tô tốt đối với mình cũng là tốt trị thương cho mình đoạn kiếm hải hạ lại liều mình cứu giúp thế nhưng đối với cái này cái đồng dạng nữ nhân thần bí tô giật luôn cảm giác không đoán ra nhãn thần bên trong hiện lên nghi ngờ thần sắc liếm liếm môi khô khốc cung kính nói đạo cảm tạ sư phụ ta thu ngươi làm đồ đệ không cần ngươi vì ngự thiên cung tham gia thiên phong bài vị chiến chương một nghìn bảy trăm mười bốn hai vị sư phụ nghe những lời này Tô giật ngẩng đầu lên, đoan mộc tiểu mạng bối ảnh lạnh lùng như cũ tuyệt lệ, thế nhưng giọng điệu lại ôn hòa không thiếu. Trong lòng đối với đoan mộc tiểu mạng cảm giác lại thay đổi xong rất nhiều, ôn nhu đoan mộc tiểu mạng xác thực thập phần có mị lực, tô giật, ngươi nhớ kỹ, có nhất thiên ngự thiên cung gặp nạn, ta hy vọng ngươi cũng không nên quay lại. Lẫn tránh càng xa càng tốt, đoan mộc tiểu mạng mắt nhìn lóe ra dịu nhãn quan mang địa mạch, mặt sắc lạnh lẽo như nước, nhãn trung hiện lên một hơi khí lạnh. Ngự Thiên cung nhưng là trải rộng sáu lục địa ba châu nhất hải quái vật lớn, liền như vậy đỉnh cấp tông môn cũng sẽ có nguy sao? Ngự Thiên gặp nạn, ta nhất định muôn lần chết không chối từ. Ngoài vạn lý đều sẽ chạy về. Đoan Mộc tại sao muốn nói như vậy? Tô giật mắt sáng như sao bên trong xẹt qua vẻ nghi hoặc, thầm nghĩ nói, không kịp nghĩ kỹ, Tô giật chân phải về phía trước một bước, hai tay ông quyền, khuôn mặt hơi rũ, nói đạo: "Sư phụ, Ngự Thiên cung không có ngày hôm đó." đoan mộc tiểu mạng bùi ngùi than nhẹ, nộn hồng đôi môi rung nhẹ nhẹ, nhãn thần như có điều suy nghĩ nói đạo, vạn sự đều bất định, lớn hơn nữa tông môn cũng có lật cái kia nhất thiên. Thế giới này so với ngươi nghĩ lớn đến nhiều lắm, tô giật khẽ gật gật đầu, lập tức khóe miệng một cái, thầm nghĩ nói, tông môn khác ta không biết, thánh sơn nhất định sẽ có cái kia nhất thiên, đoan mộc tiểu mạng xoay đầu lại. Tuyết bạch oánh kiểu ở địa mạch phụ trợ hạ càng lộ vẻ vài phần tiên khí, ánh mắt hơi hơi ngưng trọng, từ từ nói đạo, ngươi mới vừa nói ngươi có sư phụ, thật không? Tô giật nhức đầu, hô nhỏ một tiếng không xong, không biết cái này đoan mộc lại muốn chỉnh cái gì yêu thiêu thân, chẳng lẽ muốn tìm sư phụ mình phiền phức này? Cơ thể hơi rung lên, tô giật mũi nhọn rút ra rút ra, nhãn thần dao động nói ra, là, ta có hai gã sư phụ, thế nhưng cũng còn không phải chính thức sư phụ, có thể dạy dỗ ngươi quái thai như vậy, nói cho ta đều là ai đi? Tô giật xong quyền hơi hơi nắm chặt, một cổ nhiệt mồ hôi theo cái trán toát ra, chậm quá nói ra, nhất vị là Trung Châu thần kiếm môn tô cùng ca trưởng lão, dạy ta rất nhiều, xem như là ta vỡ lòng võ đạo lão sư, là hắn. Đoan một tiểu mạng khơi màu, thanh nhã ung dung nhìn tô giật, bị ánh mắt như vậy một mạch nhìn kỹ, tô giật hết sức không được tự nhiên, đầu cũng không dám nâng lên, nói ra, sư phụ, người biết tô trưởng lão, có điểm sâu xa đi, là một cái tốt thiên tài, lúc này đây thiên phong chiến hắn sẽ phải đi đúng lần trước thiên phong bài vị chiến, tô cùng ca nhưng là danh chấn đại lục, thiếu niên anh tài, ngươi cũng không nên thua bởi hắn, thảo nào tô trưởng lão biết ngự thiên cung có thể tu luyện vũ khí ý chí địa phương, nguyên lai là cùng đoan một tiểu mạng có chút sâu xa, trong nháy mắt. Cái kia một đạo thân ảnh nhỏ gầy chật hiện hiện tại tô giật não hải bên trong, tô cùng ca trưởng lão, được xưng kiếm diêm la, lại không muốn còn có như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh chiến tích. Cửu tinh cốt trưởng môn cũng không thể ở thiên phong bài vị chiến đứng hàng trên danh hào, tô cùng ca trưởng lão năm đó mới nhiều thiếu tuổi, tô giật ám tự kinh ngạc, thô thô tính ra tô cùng ca trưởng lão 70 có thừa, lẽ nào 12-13 tuổi thời điểm cũng đã là tám sùng bản hoặc là bách anh cung cường giả hay sao? Tức thì, tấm kia có chứa nhàn nhạt nếp nhăn khuôn mặt trong nháy mắt oai hùng cao lớn đứng lên, tâm hạ càng là sóng lớn mọc thành bụi, càng kinh khủng hơn là... Tô cùng ca trưởng lão ở đoan một tiểu mạng nhãn trung cũng chỉ là một cái tốt thiên tài cùng tô trưởng lão so với ta đều kém đến quá xa a à. tô giật than nhẹ đoan một tiểu mạng ánh mắt phóng hướng suy nghĩ sâu xa trong tô giật một hồi sợi tóc bị không khí chung quanh vung lên nhẹ nhưng đạo một vị khác sư phụ đâu tâm niệm kéo trở về tô giật ho khan nhất nói rằng còn có nhất vị càng là kỳ diệu là ta gia hương bên cạnh mang yêu thung lũng trong nhất vị tiền bối ngự thiên quyết cũng là từ hắn giao cho ta, nên tính là ta ngự hồn thuật thầy giáo vỡ lòng, nhắc tới vị tiền bối này thời điểm, đoan mộc tiểu mạng trầm tĩnh khuôn mặt kịch liệt ba động, đầy ấp linh lung bộ ngực Phật phòng bất định, dáng người nhanh chóng lúc trước tìm tòi, hắn hình dạng thế nào? Hắn có khỏe không? Đoan mộc tiểu mạng khác thường, gây nên tô giật nghi hoặc, lẽ nào vị tiền bối kia thật cùng ngự thiên cung có cực đại liên quan hay sao? Cơ thể hơi có rụt lại, nhẹ nhàng lắc đầu, có chút tiếc nuối nhìn đoan mộc tiểu mạng, vị tiền bối kia tựa hồ bị một cổ cường đại cấm chế trói buộc lấy, khi đó ta căn bản vào không được, hơn nữa hắn cũng hết sức yếu ớt, rõ ràng có thể thấy, đoan mộc tiểu mạng thân thể rung nhẹ nhẹ một cái, tiếu xinh đẹp khuôn mặt trên đầy sự thất vọng, dường như muốn toát ra hỏa tới nguyệt mâu trong nháy mắt tắt, thất vọng mất mát dáng dấp làm cho tô giật trong nháy mắt trong lòng đau xót, nàng đến cùng từng trải chuyện gì tình, sư phụ, ngươi biết vị tiền bối kia sao? Tô giật tiến lên một bước, nhãn trung mê hoặc, một cổ cường đại cấm chế. Đoan một tiểu mạng như có điều suy nghĩ, chân mày cau lại, đoan một tiểu mạng cười khổ, nhìn tô giật, rút ra rút ra mũi ngọc không nói thêm gì nữa. Hai người lần thứ hai yên lặng, hết sức khó xử tô giật, một lát về sau phá vỡ cục diện bế tắc, nói ra, sư phụ, đoan một kình thiên là ai? Kinh thiên là đệ đệ của ta, âm, dường như bị đánh trúng một dạng, tô giật hít thở một hơi thật sâu, nói ra, cái kia. Hắn bây giờ khỏe không? Tự hồ đối với đoan mộc kình thiên có tai ngửi tô giật, không biết cái này cùng nhai xuống tiền bối có hay không có quan hệ, do xét tính mà hỏi, chỉ thấy đoan mộc tiểu mạng thân thể cứng ngắc, một chút quan mang theo đoan mộc tiểu mạng nhãn trung lướt nhanh ra, hắn đã tiêu thất cực kỳ lâu, ta đều nhớ không được rõ ràng có bao nhiêu năm. Khả năng liền bộ dáng của hắn đều quên đi, đoan mộc tiểu mạng yên nhiên cười khổ, cuộc cường cắn môi, bị tô giật nhìn ở trong mắt, cực kỳ không nở. Tô giật biết đoan một kình thiên nhất định là đoan một tiểu mạng trong lòng đáng kể bế tắc, cái kia tình cảm của các ngươi nhất định tốt. Tô giật thấp giọng than thở, trong nháy mắt nhãn trung hiện ra Tô Uyển Nhi khả ái thân ảnh, cùng với chính mình theo nhỏ hảo huynh đệ, vương mập mạp, ta và kình thiên vừa sanh ra chính là bị sư tôn mang về cung trong, tự tiểu liền sinh hoạt tại ngự thiên cung trung, kình thiên cùng ta cùng tuổi, thế nhưng linh hồn phẩm chất cực cao, niên thiếu liền ở Vân Châu thành danh, một năm kia, tuổi gần hai mươi kình thiên đã chấp chưởng ngự thiên cung thay mặt cung chủ. tới tháng 9 là chính thức chấp chưởng cung chủ vị. hắn bỗng nhiên nói muốn đến từng cái đại lục du lịch một phen, từ cái này về sau liền không tiếp tục trở về. vừa dứt lời, đoan mộc tiểu mạng trên khuôn mặt hiện lên một tia thần thương. chuyện về sau tình tô giật đều đã tin tưởng. đoan mộc tiểu mạng vì tìm kiếm đoan mộc kình thiên, vội vội vàng vàng đăng trên ngự thiên cung chủ vị. trong mấy chục năm, khắp nơi tìm sáu lục địa ba châu nhất hải cuối cùng nản lòng thoái chí, khắc khổ tu luyện, cũng nửa không xuất cung. Những thứ này đều là tô giật theo cổ nhạc trưởng lão cùng cái khác cung nhân nơi đó nghe được. Ngươi nói vị sư phó kia vị trí cụ thể ở đâu trong, có thể nói cho ta biết không? Đoan mộc tiểu mạng yếu ớt nói đạo, nhãn trung lóe ra một chút mong đợi quan mang. Tô giật mũi co lại, trong lòng có chút nghi ngờ, muốn đem chuyện này tình nói cho đoan mộc tiểu mạng sao? Vị tiền bối kia đã từng nói, ít nhất. Nguyên Tông Kỳ mới có thể làm hắn đồ đệ, dưới đáy nguyên hoàng vô số, như vậy địa vị và thực lực, nói vậy đem bên ngoài phong ấn ở nơi đó người cũng là cực kỳ lợi hại. Chương 1715, lưu ảnh thạch bí mật. Nếu như tùy tiện mang theo Ngự Thiên cung chủ đi, tất nhiên sẽ ở Mang Thành mang đến một hồi đại tai nạn, khiến cho trên đời đều biết, đối với Tiền Bối, đối với Mang Thành, đối với Đoan Mộc tiểu mạng cũng đều không phải là chuyện tốt. Húm, Thánh Sơn hiện tại đại quy mô mà trú đóng ở Mang Thành, tuy là tạm thời lan đến gần mang yêu đại hạp cốc cùng mang yêu xâm lâm, thế nhưng có mưu đồ là thật, hô, thở phào một hơi, như thế liên tiếp chuyện tình nghĩ đến, tô giật không khỏi sau lưng mát lạnh, nhãn trung hàng mang đấu bắn mà ra, như thánh sơn đánh là vị tiền bối kia chủ ý, cái này tràn ân oán thì càng thêm sâu trọng, tô giật nuốt một bãi nước miếng, mắt nhìn đoan một tiểu mạng, trong mắt đen nhánh trung hiện lên một tia lo nghĩ, sư phụ, vì tiền bối kia đã từng cùng ta ước định cẩn thận Nguyên Tông Kỳ về sau lại đi tìm hắn, có thể hay không chờ ta Nguyên Tông Kỳ về sau, ta cùng đi với ngươi. Như cái thời gian đó, tiền bối chính là đoan mộc kình thiên lời nói, mình cũng có thể giúp sư phụ giúp một tay. Tô giật thầm nghĩ lấy, liền tính cách của nàng, tuyệt đối dám cùng thiên hạ là địch. Đến lúc đó thiên hạ đại loạn, mang thành khả năng liền nguy hiểm. Gia gia Tô Vân Thiên vẫn không thể liều mạng A. À. Trầm ngâm một lúc lâu, nhìn chăm chú vào tô giật ánh mắt bên trong, chân mày to trong lúc đó hơi nhíu lên, chợt buông ra cánh môi nói đạo. Kỳ thực tô cùng ca từng tại hơn 40 năm trước mang theo kình thiên lưu ảnh thạch tới ngự thiên cung đi tìm ta, đây cũng là ta mới vừa nói, cùng tô cùng ca sâu xa. Lưu ảnh thạch tô giật đạo của tự nhiên, là sáu lục địa ba châu nhất hải đỉnh cấp cường giả trong lúc đó, dùng cho giao lưu tin tức sở dụng vật, có thể mang ngươi lời muốn nói dùng đồ ảnh phương thức lưu giữ lại, là ngự thiên cung đặc sản vật nguyên nhân đây, ngự thiên cung nhiều lấy mới mẻ cổ quái vật, lưu tồn ở thế gian đại địa. Tô giật manh mối trầm xuống, có chút không thể tin nói ra, tô trưởng lão hắn nhận thức đệ đệ của ngươi, cái này vừa nghe, nhưng có chút hồ đồ, tô giật tiếp tục hỏi đoan mộc kình thiên không phải đã tiêu thất thật lâu sao? Tại sao lại sẽ có lưu ảnh thạch truyền tới đây? Đoan mộc tiểu mạng gật đầu, tinh thần chán nản mà nói ra, tô cùng ca đưa tới lưu ảnh thạch thời điểm, hắn đã chịu cực kỳ nghiêm trọng nội thương, kinh mạch rút về, cả người ngàn cân treo sợi tóc, lưu ảnh thạch cũng tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, trải qua ngự thiên cung đỉnh cấp luyện khí trưởng lão chữa trị, bên trong cũng chỉ lưu lại nói mấy câu, hí, thảo nào, tô giật trong lòng vô cùng sợ hãi, trong nháy mắt toàn bộ lỗ chân lông đều mở ra, nghe thần kiếm môn đệ tử thường nói, nằm đó kiếm diêm la tô cùng ca tuấn tú lịch sự, ngọc thụ lâm phong, thế nhưng không biết bởi vì như thế nào biến cố. Mà biến được chỉ có bảy tám tuổi hài đồng cao thấp, theo cái kia lấy sau tâm tính cũng bắt đầu đại biến thường thường vui giận vô thường có thể tưởng tượng được tô trưởng lão nhất định là ở ngự thiên cung liệu hết tổn thương trở về về sau dung mạo đại biến tính tình cũng bắt đầu biến được hung ác bỗng dưng một cái đáng sợ ý niệm trong đầu trong nháy mắt ở tô giật trong lòng bồi hồi nằm đó kiếm diêm la là bậc nào cường hãn liền tô trưởng lão đều chịu trọng thương cái kia đoan mộc kình thiên chẳng phải là ánh mắt lạnh lùng phóng hướng tấm kia tuyệt đẹp trên khuôn mặt Tô giật càng ngày càng cảm thấy cái này sự tình, sợ rằng không có đơn giản như vậy, lưu ảnh trong đá nói cái gì? Tô giật về phía trước tìm tòi, đoan một tiểu mạng trầm ngâm một hồi, xinh đẹp tuyệt trần mi mắt phiên động, trong nháy mắt một giọt trong suốt bay lạ tả không trung, cực giống bay múa tuyết tinh. Kinh thiên ở bên trong chỉ ngắn gọn nói mấy câu, ta biết khi đó tình trạng của hắn đã phi thường không tốt, hắn nói hơn hai mươi năm trước, hắn kỳ thực đã trở lại một lần, thế nhưng bị cường nhân truy sát cho nên vội vã lưu hạ một chút vật ở Vân Châu. Còn để cho ta hảo hảo thủ hộ nó, đợi được thành thục thời điểm, hắn liền sẽ trở lại, lưu hạ vật gì vậy, tô giật chân mày càng thu càng chặt, vô hình bên trong cảm giác cuốn vào một hồi cực đại vòng xoáy bên trong, mau như hồ sâu, tức thì cắn chặt hai môi, còn cần phải nói sao? Ta xem chính là chỗ này huyết kiếm quả. Thiết hồn mạch rũ hai mắt, hơi thêm suy tư nói đạo, đương thời trọng huyết kiếm quả thời điểm, Thiết hồn mạch đã từng cùng tô giật nói qua, cái này huyết kiếm quả vốn không phải là những thứ kia, huyết kiếm quả. Đoan mộc tiểu mạng ánh mắt khẽ run, môi đỏ mọng bên trong u nhiên than ra mấy chữ này. Trong sát na, tô giật da đầu bắt đầu tê dại, huyết kiếm quả dĩ nhiên là đoan mộc kình thiên năm đó lưu lại vật. Hơn nữa bởi vì, này sự kiện, tô cùng ca còn liều mạng thủ hộ, đến tột cùng trong đó xảy ra chuyện gì tình, tô giật thần súc tích lãnh run sợ nhanh chóng phô khai một cổ nồng nặc ngưng trọng cảm giác tịch quyển toàn bộ địa mạch bên trong địa mạch linh khí phun ra nuốt vào quan mang dày mọc thành bụi chợt không gian nho nhỏ tràn đầy cực kỳ ngưng trọng ý tứ hàm xúc ngươi có thể xác định là hắn lưu chính là huyết kiếm quả sao đoan một tiểu mạng trọng trọng gật đầu bầu không khí đông lạnh chân mày to dường như chữ sơn một dạng nhăn lại hàng ý cùng cảm giác nguy hiểm đồng thời hàng lâm trang nghiêm không ngớt hắn tiêu thất sau hơn hai mươi năm bên trong ta một mạch có đang tìm dấu vết của hắn sáu lục địa ba châu nhất hải ta đều tìm khắp, nơi nào cũng không có. Yếu ớt thở dài một hơi, ngọc chân khẽ dơ lên, đoan một tiểu mạng về phía trước nhảy qua một bước, đưa lưng về phía tô giật, nói đạo, lại về sau, ta vẫn không có buông tha, chẳng qua là ta đưa mắt đặt ở Vân Châu, ta khắp nơi tìm Vân Châu, chỉ là tin tưởng, chỉ cần tìm được kình thiên nói món đồ kia, hảo hảo thủ hộ, kình thiên là có thể trở về. Đoan một tiểu mạng mũi có chút co lại, Nguyệt Mâu thầm thúy nói ra, vẫn luôn không có tìm được, thẳng đến gần nhất ta phát hiện đoạn kiếm hải hạ có dị động, cho nên ta đem ngự thiên hồn thi đấu đổi địa điểm, nếu không thì lấy tả khâu phong chi lưu, còn chưa đủ để cho ta xuất sơn, chỉ là không nghĩ tới, cái này đoạn kiếm hải hạ cất giấu như vậy hung hiểm, vượt qua xa ta tưởng tượng, vừa dứt lời, đoan mộc tiểu mạng đôi mắt bên trong hiện lên một tia lạnh ý, lượng quanh linh hồn năng lượng trong nháy mắt trải ra, sau một khắc. Mạng diệu mà phát động nhân dáng người dường như động lại một dạng, hướng về phía địa mạch ánh sáng nhạt, đoan một tiểu mạng bắt đầu tinh tế nói mình và em trai chủng trồng qua hướng. Tô giật lại trong khoảng thời gian ngắn trầm mặt không ngớt, thầm nghĩ như thế lặng lặng vẫn nhìn nàng, thanh âm không có chút nào run run, trước sau như một ôn nhu đoan trang, chỉ là tô giật có thể cảm giác được nữ nhân trước mắt này đang run nhẹ nhẹ. Nhắc tới đoan một kình thiên, nàng là thật mềm yếu cực, giống như một con cần người bảo vệ tiểu bạch thỏ. Nàng lại làm sao không có chính mình phần yếu đây, e rằng, nàng thu ta làm đồ đệ, cũng là bởi vì huyết kiếm quả bị huyết ma sát thần kiếm luyện hóa đi. Ai? Tô giật than nhẹ một tiếng lệnh người thương tâm là, huyết kiếm quả rốt cục thành hình, nhưng là đoan mộc kình thiên lại chưa có trở về, lạch cạch. Một hạt nước mắt dường như dưới mái hiên mưa, hàng loạt tuyến một dạng tích chiếu vào địa mạch bên trên, tùy theo bởi vì va chạm lại hóa thành càng thật nhỏ nước mắt châu, tung bay hư không. Nước mắt thấm vào thổ địa, đồng thời cũng thấm vào tô giật cánh cửa lòng siêu nhiên xuất trần đoan mộc tiểu mạng, cả người khiết bạch vô hạ, tô giật này thì một điểm tạp niệm cũng không có, lại không bị khống chế đi hướng đoan mộc tiểu mạng. Đưa hai tay ra, vòng cánh tay ông đoan mộc tiểu mạng, trong nháy mắt, tô giật có thể cảm giác được đoan mộc tiểu mạng nhỏ nhẹ rung động, dường như giống như bị chạm điện. Chương 1716, Cổ lão thế gia Bạch như oánh tuyết khuôn mặt khẽ rung lên, đoan một tiểu mạng thanh âm vài phần rung động, hơi khóc thúc thích nói ra, ngươi ngươi làm cái gì? Không có phản kháng, đoan mộc tiểu mạng cũng chỉ có vài phần tê dại cảm giác, mềm mại không xương mà đứng tại chỗ. Không có gì, ta chỉ muốn ông lấy ngươi. Tô giật một tiếng thở dài, lại phát hiện đoan mộc tiểu mạng thân thể co lại, biến được càng thêm cứng nhắc. Ta không cần ngươi đồng tình. Đoan mộc tiểu mạng bảo trì trấn tĩnh, cố gắng hết sức biểu hiện bất động tiếng sắc. Tô giật thở một hơi thật dài, ngược lại hơi hơi dùng sức, đem đoan mộc tiểu mạng ông chặt hơn, nhẹ y sa mỏng, có thể cảm giác được tự như tơ lụa một dạng ngọc vác tại tô giật trước ngực hơi hơi lướt qua, cảm giác rất thư thái làm cho tô giật chậm rãi nhắm mắt lại, ta biết. Chúng ta ai cũng không cần đồng tình. Tô giật trầm thấp nói đạo, ta giống như ngươi, từ nhỏ đã phụ mẫu liền không được thấy, nhưng ta có nhất vị cực tốt mùi mùi, thập phần khiến người ta thích. Lần đầu tiên nghe thấy tô giật dĩ nhiên cùng tự có đồng dạng từng trải, đoan một tiểu mạng thân thể run rẩy, một tiếng than nhẹ, nói đạo cái kia nàng có khỏe không? chân mày nhíu lại, tôi giật hơi hơi mở ra hai tròng mắt, trong con ngươi đen nhánh lòe ra vô tận thâm thúy. nàng cùng ta tốt huynh đệ cùng đi một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương tìm ta, ta cũng đi tìm nàng, nhưng là theo cái kia lấy về sau, ta cũng tìm không được nữa nàng. có một lần, ta cho là ta đem nàng ném, phía sau ta trải qua nhiều như vậy, ta biết, nàng nhất định còn sống, ở một chỗ nào đó đang chờ ta. dán vào đoan một tiểu mạng mỹ lưng. Tô giật từ trước tới nay cảm giác được đáng tin cùng yên tâm, nhẹ giọng tiếp tục nói, ta hiểu cái kia chủng chí thân tiêu thất đau đớn, cho nên ngươi sẽ đối với thiên nhiên bọn họ vậy chiếu cố, đối với gia gia bọn họ vậy chiếu cố, ta rất cảm kích ngươi thiện lương, ngươi bây giờ là sư phó của ta, ta lấy sau sẽ giúp ngươi cùng nhau tìm, chúng ta đều muốn tin tưởng, hắn nhất định đã ở một chỗ chờ ngươi, huyền quan bên trong, thiết hồn mạch tắm tắt hai tiếng, hướng về phía tô giật vỗ tay, hảo tiểu tử, bây giờ là càng ngày càng quen thuộc a à. ngươi còn biết nàng là sư phụ của ngươi a à. cứ như vậy ông sư phụ của ngươi a à. ta nhổ vào nhân loại vô sĩ tô giật không khỏi bạch liếc mắt theo sau thầm nghĩ trong lòng ta đây là có cảm giác mà phát đã đoan một kình thiên tiêu thất cùng tô trưởng lão thụ thương có quan như vậy cái này sự tình cũng chính là ta sự tình đoan một tiểu mạng ta sẽ không để cho ngươi một cái người gánh chịu đây hết thảy nghe được tô giật nói những lời này đoan mộc tiểu mạng lạnh như băng nhiệt độ cơ thể tự hồ trong nháy mắt dâng lên một cổ không lộ ra dấu vết ba động ở tâm thần bên trong đẩy ra dựa vào đoan mộc tiểu mạng không khí bên trong một cổ sâu kín hương phong không ngừng rưới vào tô giật hơi thở cực kỳ dễ ngửi hai cái người liền vẫn duy trì như vậy mập mờ tư thế quá nửa buổi đoan mộc tiểu mạng hơi nhếch khóe môi lên lên trong lòng đã lâu ung dung buông thả ra tới tần thủ lệch một cái nhu thuận đen thùi sợi tóc lướt qua tô giật gò má lạnh như băng nhiệt độ lan ra kéo dài quanh thân nhàn nhạt hướng về phía sau lưng tô giật nói ra cho nên người ông đủ thấu xương lạnh ý trong nháy mắt bò trên tô giật cái ót thân hình bạo rút lui không trung một ánh lửa bay vút chỉ thấy tô giật giống như một đạo tên rời cung hướng sau chảy ra trong nháy mắt rủ xuống thủ nói đạo sư phụ ta hầu lăn lộn tô giật lúc này mới ý thức được chính mình mới vừa hành vi có bao nhiêu lớn mật nhìn không chớp mắt cúi đầu nhìn dưới mặt đất nghĩ thầm hết xong phía trên phía trên đây cũng không phải là nữ nhân đơn giản đây chính là sống hơn một trăm năm ngự thiên cung băng sơn mỹ nhân a khái khái đoan một tiểu mạng ánh mắt như nước siêu nhiên hoa lệ mà nhìn tô giật mới vừa thê tổn thương đã đảo qua mà khoảng không nhìn trước mắt tô giật biến được run rẩy hơi cảm giác nực cười ngươi liền sợ ta như vậy tô giật trong nháy mắt ngẩng đầu lên không có vẻ sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm đoan một tiểu mạng trả lời không sợ thực sự là buồn cười hồn mạch thú lập tức trở về một câu, tô giật trong lòng không khỏi thầm mắng, người nếu như lắm miệng nửa một câu, ta đem quan đoàn lực lượng rót vào huyền quan bên trong, để cho ngươi ăn đủ. Hung tợn nói tức thì làm cho hồn mạch thú nằm miệng, tô giật chợt kinh ngạc nói, sư phụ, đến cùng kinh thiên sư. Thúc ở bên ngoài có như thế nào thù gia? Là thánh sơn sao? Đoan một tiểu mạng nghe được nói thế, trong nháy mắt trở nên có chút ngạo mạn, ánh mắt tản mạn trung lộ ra một cổ âm hàng thánh sơn cái kia chủng tông môn, còn chưa xứng làm cho vào tới kình thiên con mắt. Nghe nói lý thì bộ tộc cũng là bởi vì thánh sơn mới bị tiêu diệt, tô giật trọng trọng điểm gật đầu, đơn giản đem lý thì bị tiêu diệt sự tình trần thuật nhất lần, âm. Một cổ cường hãng dường như long quyển phong bạo một dạng linh hồn năng lượng trong nháy mắt phô kéo dài toàn bộ địa mạch không gian bên trong, hư không ầm vang, tự như ngày tận thế một dạng khí lưu đem tô giật toàn bộ bao vây, lập tức, gió ngừng khí dừng, đoan một tiểu mạng quần dài không phong dựng lên, nhất đôi thật dài bạch sắc chân dài mơ hồ lộ ra, tô giật tức thì đưa mắt dời. Cái này thánh sơn lão bà tử sợ là không nghĩ tới. Thiên phong bài vị chiến, ta để cho ngươi thánh sơn không được an ninh. Sư phụ, ngươi cũng đi thiên phong bài vị chiến sao? Tô giật tức thì mừng rỡ không thôi, vài thập niên đều không xuất cung đoan một tiểu mạng lại muốn đi tham gia thiên phong bài vị chiến. Nhìn đoan một tiểu mạng ánh mắt mê ly trong lúc đó, tràn đầy trong trẻo lạnh lùng lại không ra, có vài người dĩ nhiên quên ngự thiên cung tồn tại. Nên làm cho thế gian lần nữa nhìn lên ngự thiên cung uy danh. Đoan một nguyệt mâu hiện lên một tia ngoan sắc, tâm hải một mảnh hàng ý, vô tận cảm giác mát trong nháy mắt tràn ngập trong đó, một lần này thiên phong bài vị chiến sợ là muốn ồn ào ra đại động tỉnh A. Tô giật vang lên lần nữa tay vô tình lời nói, ngự thiên cung cho tới bây giờ đều không tham dự sáu lục địa ba châu nhất hải bất cứ chuyện gì tình, thêm trên luyện khí sư, luyện đan sư còn có ngự hồn sư bản thân tu hành ngạo khí cùng thiên nhiên mà thành bản tính, cho tới bây giờ không cùng tục sự làm đấu tranh. Thời gian rất dài về sau, ngự thiên cung biến được càng ngày càng cường đại, cũng mơ hồ trở thành nhất sơn nhị giáo tam tông tứ môn bên ngoài, nhất thực lực khổng lồ, chỉ là ngự thiên xuyên đám này kinh khủng ngự hồn sư, đều đã so với đồng kỳ vũ giả muốn cường đại rất nhiều. Ở thêm trên ngự thiên cung nắm giữ sáu lục địa ba châu nhất hải đan phương vũ khí cung ứng năm đó vô cực giáo đang ở ngự thiên cung đuổi ra khỏi hạ ăn ngã nhào. Nghĩ tới đây, tô giật không khỏi miệng trên co lại, một cổ giáo hoạt mỉm cười lướt nhanh ra, thánh sơn. Lúc này đây cấp cho các ngươi điểm trái cây ngon nếm thử, tô giật lập tức bả vai khẽ động, hai tay vang lên liên hoàng giác chi nổ vang thanh âm, nói ra, cái kia kình thiên sư thúc đến tột cùng là có như thế nào thù gia đây? Liền thánh sơn đều không được đủ là địch. Trong lòng ta vẫn muốn đúng là mấy cái cổ xưa thế gia cùng thế lực năm đó kình thiên sáu lục địa ba châu nhất hải hiếm có địch thủ cho nên mới phải du lịch tứ phương tìm kiếm chí cường tồn tại đem ngự thiên cung mang trên mạnh nhất đỉnh phong có thể thương tổn được đoan mộc kình thiên có thể nghĩ tới chính là cái kia mấy gia theo bất thế xuất cổ lão thế lực ta khổ tu nhiều năm như vậy cũng là vì lúc này đây tôi giật tâm thần nhanh chóng quay lại châu mày lẩm bẩm nói chẳng lẽ là tạ vô hư trưởng lão nói xong mấy cái cổ lão thế lực chương một nghìn bảy trăm mười bảy đồng tông đồng nguyên, thế gian lại còn có bao trùng nhất sơn nhị giáo tam tông tứ môn tồn tại, như vậy cổ lão trong thế gia, đến tột cùng cất giấu như thế nào tuyệt thế cường giả. Tô giật trong lòng khẽ nhúc nhích, một lần này thiên phong bài vị chiến chính là mấy đại thế gia cử hành. Tiếp qua mấy thiên là có thể thấy được cả phiến đại lục mạnh nhất tồn tại, thực lực, lấy võ vi tôn thế giới, hết thảy tất cả đều siêu việt không được thực lực tuyệt đối, còn lại hà không đến một tuần lễ, tô giật trong lòng hơi hơi bắt đầu ngưng trọng thật có thể ở thiên phong bài vị chiến đã tới phía trước đề thăng thực lực của chính mình sao? Thời gian gấp gáp lắm a, à, tô giật cắn chặt hàm răng, nhãn trung hiện lên vài phần lạnh ý, lạnh lùng chân mày làm cho đoan một tiểu mạng hơi hơi ghé mắt. Tinh nhi từng để cho ta hảo hảo tham gia thiên phong bài vị chiến, một lần này thiên phong bài vị chiến ta nhất định phải để cho người trong thiên hạ đều biết sự tồn tại của ta, như vậy thì có thể thấy được tinh nhi. Trọng trọng điểm gật đầu, tô giật thần sắc hiện lên một tia kiên định cùng dứt khoát không nên suy nghĩ nhiều, bây giờ cùng ngươi nói nhiều lắm, đối với ngươi tai hại vô ích, đó không phải là ngươi có thể chiến thắng tồn tại. Đoan một tiểu mạng nhỏ bé dạng lấy trọng ánh mắt, yếu ớt nói ra, thiên phong bài vị chiến ngươi nên có chút nghe thấy, lúc này đây đi, ta sẽ thấy tô cùng ca, mà cái kia mấy nhà thế lực cũng muốn hảo hảo gặp gỡ. Giống nhiều năm như vậy, rất nhiều sổ sách hẳn là hảo hảo tính một chút, thân thể xoay mình run rẩy. Đoan một tiểu mạng lần thứ hai nhìn tô giật, nói ra, ngươi lại có thể mang người kia vị trí nói cho ta biết không? Tô giật nhãn trầm, giơ tay lên một chút cầm, lập tức đem địa phương nói cho đoan một tiểu mạng, đoan một tiểu mạng mặc niệm hai lần, tự lẩm bẩm, chỉ là bây giờ mang yêu xâm lĩnh, bên cạnh mang thành, trú đóng rất nhiều thánh sơn người, sư phụ nếu là đi, còn phải cẩn thận một chút, thánh sơn nhân, đoan một tiểu mạng hơi rũ mỹ tiệt, như có điều suy nghĩ gật đầu, được, ngươi nói ngươi nghĩ học ngự hồn thuật, ngươi cùng ta nói một chút ngươi đến tột cùng đối với ngự thiên quyết giải khai nhiều thiếu tô giật gật đầu nói ra cái này ngự thiên quyết trước đây tiền bối giao cho ta về sau cũng chỉ là giáo đơn giản một chút câu động tàn hồn thuật đoan một tiểu mạng hơi hơi nhìn tô giật một chút cầm nói ra ngự thiên quyết là chúng ta ngự thiên cung xây cung gốc rễ tổ tiên ở sáng lập ngự thiên cung lần đầu chính là lấy cái này ngự thiên địa mạch làm cơ sở theo trung lĩnh ngộ được ngự thiên quyết ngự thiên quyết dĩ nhiên là người người đều có thể học thế nhưng chân chính hoàn toàn ngự thiên quyết cho tới bây giờ cũng sẽ không hiện ngươi. Tô giật trong lòng hơi kinh hãi, thấp giọng hỏi, ta đây ngự thiên quyết là hoàn chỉnh sao? Hô, đầy trời tịch quyển linh hồn năng lượng dường như phi tuyết tràn ngập, tô giật trong nháy mắt đã bị bao vây, chuyển chớp mắt lại biến mất ở vô hình, tô giật nhãn sợ, đồng tông đồng nguyên. Đoan một tiểu mạng từ tốn nói, nguyệt mi rồi lại không được tự nhiên nhấc lên, ngươi bây giờ đến tột cùng là cái gì linh hồn phẩm chất? đoan một tiểu mạng đến gần đến, nhìn tô giật tứ tán mà phát linh hồn năng lượng, trong lòng một mảnh cười khổ, lập tức xuất ra nửa bước thiên phẩm huy chương đưa cho đoan một tiểu mạng, bên ngoài thượng trình hiện lấy sáng chói dịu kim màu sắc, tô giật nói đạo, cổ nhạc trưởng lão đã từng cùng ta nói qua, ta là thiên phẩm lấy trên linh hồn, nhưng là Trung Châu chỉ có nửa bước thiên phẩm huy chương, liền để cho ta chấp nhận lấy dùng, ô, đoan một tiểu mạng nhãn lộ ra dị sắc. Hướng về phía tô giật nói đạo, Ngự hồn một đạo vô cùng gian nan, thế nhân chỉ biết là thiên phẩm linh hồn là tối cao phẩm chất, kỳ thực thiên phẩm linh hồn cũng có ưu khuyết phân biệt. Nếu không thì ngự thiên cung bên trong, thiên phẩm linh hồn người nhiều như vậy, chẳng phải là đều là giống nhau lợi hại. Tô giật gật đầu, cái này cùng tu vi võ đạo là đạo lý giống nhau, thế nhân đều nói nguyên vực kỳ là cảnh giới tối cao. Thế nhưng nghe hồn mạch thú từng nói, theo luyện khí đến nguyên vực 10 cái cảnh giới cũng chỉ là ban đầu giai đoạn, mà thật đến muốn lại lên một cái đại giai đoạn nhất định so với lên trời còn khó hơn, đúng. Tự như sư phụ như ngươi vậy, đến người khác đều đến không được nửa bước nguyên thiên cảnh. Tô giật cười cười, hơi hâm mộ đoan mộc tiểu mạng, tô giật lời nói, làm cho đoan mộc tiểu mạng hơi kinh ngạc, rõ ràng đối với tô giật dĩ nhiên biết nguyên thiên cảnh có chút khiếp sợ, không sai. Ngự thiên cung chế định tất cả linh hồn quy tắc chế độ, thiên phẩm linh hồn căn cứ các tổ tiên nghiên cứu, kỳ thực cũng là có đẳng cấp khác nhau phân chia, Tô giật thân thể hơi hơi thiếu, bả vai khẽ nhúc nhích, cẩn thận nhìn đoan mộc tiểu mạng. Đoan mộc tiểu mạng hơi có chút lúng túng, tiếp tục nói ra, liền lấy ngự hồn sư có thể câu động tàn hồn mà nói, hỏa thuộc tính ngự hồn sư chỉ có thể câu động hỏa thuộc tính tàn hồn. người biết đây là vì cái gì sao? Chẳng lẽ nói linh hồn phẩm chất cũng có thuộc tính ngũ hành chi tranh? Tô giật có chút không hiểu, linh hồn như nước, vô hình vô dạng, ở tâm hồn bên trong giống như một đoàn nhũ bạch sắc khí thể một dạng, làm sao cũng sẽ có thuộc tính phân biệt đâu. Đoan một tiểu mạng mặt mang khen ngợi, tôi giật ngộ tính làm cho bên ngoài nhìn với cặp mắt khác xưa, nhẹ giọng nói đạo: tầm thường vũ giả có một đến hai chủng nguyên khí thuộc tính là tốt rồi, nếu có nhiều lắm, tắc thì là võ đạo tuyệt đối bất lợi. Tôi giật lắc đầu than nhẹ, chính mình đã từng đã bị nói thành là tạp dịch chi tư, bởi vì mình có bốn chủng thuộc tính nguyên khí. Nguyên khí là năng lượng, mất đi thể chất linh hồn hội lấy tàn hồn hình thức bảo tồn ở nhân gian, cho nên Linh hồn đồng dạng cũng là nhất chủng năng lượng, đoạn kiếm hải xuống, huyết kiếm quả chính là hấp thụ tàn hồn lực lượng. Hơi chút dừng lại, Đoan Mộc Tiểu Mạn nhàn nhạt nói ra, nguyên nhân này vũ giả trong cơ thể nguyên khí sẽ không ngừng kết dưỡng linh hồn, linh hồn đồng dạng sẽ không ngừng hợp thời ứng nguyên khí thuộc tính, chủ động thân cận dễ dàng thích ứng nguyên khí. Linh hồn ở một số thời khắc cũng có thể sinh bức tra nguyên khí, chính là cái đạo lý này. Tô Dật như có điều suy nghĩ gật đầu mình làm thì sinh theo trong kinh mạch ép ra nguyên khí chỉ sợ sẽ là loại tình huống này. Lập tức, đoan mộc tiểu mạng bàn tay nâng lên, cực kỳ vi diệu xanh thẳm sắc linh hồn năng lượng, dường như sợi cái một dạng quay chung quanh ở tô giật bên người. Tức thì, tô giật có thể cảm giác được linh hồn của chính mình biến được cực kỳ thoải mái, ôn lương cảm giác tràn ngập toàn thân, thiên nguyên yêu hồn quan mang vụt sáng chợt hiện ra. Tự hồ cực kỳ hưởng thụ bị quan mang như vậy bao vây, trong cơ thể thái hư thần hải điên cuồng xoay tròn, mini vòng xoáy bên trong, thủy thuộc tính nguyên khí cũng bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Linh hồn sẽ ở trong cơ thể theo nguyên khí thuộc tính, mà không ngừng mà biến hóa cùng thích ứng nó. Ngự hồn sư câu động tàn hồn là mượn linh hồn năng lượng cảm giác chu vi tồn tại nguyên khí thuộc tính, đồng dạng, ngự hồn sư cũng có thể cảm giác trong cơ thể mình nguyên khí thuộc tính. Tô giật không khỏi nghe được hưng khởi, chậm rãi bắt đầu vận chuyển ngự thiên quyết, nhắm mắt trầm tư. Một bên đoan mộc tiểu mạng tiếp tục nói, tất cả mọi người cho rằng võ đạo là võ đạo, ngự hồn là ngự hồn, hai người không có liên hệ, kỳ thực đến cuối cùng, cái này hai người ngươi trung có ta, ta trung có ngươi, nguyên vực cảnh vũ giả vì cái gì có thể luyện thành không gian lĩnh vực, ở chính mình không gian tràn vực bên trong, kiến tạo thuộc về mình quy tắc, để cho mình đứng ở thế bất bại. Dựa vào là chính là đối với không gian xung quanh nguyên khí thuộc tính nguyên vẹn nắm giữ. Nói cách khác, linh hồn sẽ không gần nguyên khí thuộc tính vĩnh viễn đăng đủ không được nguyên tông kỳ. Chương 1718, kiểm tra đo lường linh hồn, theo đoan một tiểu mạng lời nói, tô giật lặng lẽ đầy đủ cảm giác hoàn cảnh chung quanh biến hóa, tưởng tượng đương thời đoan một tiểu mạng sự xuất thiên sương thần tuyết ấn tràn cảnh, tô giật tự lẩm bẩm, nhẹ giọng nói ra, thảo nào người nhiều như vậy cuối cùng cả đời đều đến không được nguyên tông kỳ, cũng là bởi vì linh hồn phẩm chất không đủ, khó có thể thân cận không gian nguyên khí thuộc tính A, nguyên tông cảnh không gian lĩnh vực là thuần túy nguyên khí lĩnh vực, có cực kỳ thuần túy thuộc tính ngũ hành, đem linh hồn năng lượng cùng nguyên khí thuộc tính hai người hợp hai thành một, chính là càng cao tầng thứ nguyên vực kỳ độc hữu chính là không gian kỹ năng căn nguyên. Đoan một tiểu mạng mắt lộ ra ba động, quánh bạch khuôn mặt trên bao hàm một tia chấn động lay động tình. Không gian kỹ năng đã là nguyên khí công kích, đồng thời cũng là cực kỳ đáng sợ linh hồn công kích, người ở đây đoạn kiếm hại phía dưới, một chiêu kia kim long tuyệt chiêu, chính là không gian kỹ năng, chẳng qua là ta không biết ngươi là như thế nào ở nguyên hoàng kỳ sử dụng được vậy tuyệt luân chiêu số, dốc lòng cảm thụ được chu viên nguyên khí biến hóa, nghe những lời này, tô giật thấp thỏm bất an trong lòng, cũng không thể nói cho đoan một tiểu mạng, mình là kế thừa kim long tàn hồn cùng tinh huyết, dùng cái kia thúc giục đi, bỗng dưng, vô số thật nhỏ băng hoa ở tô giật chu vi xoay tròn. Trước nay chưa có nhất chủng đối với nguyên khí thuộc tính cảm giác ở tô giật trong lòng quanh quẩn, tô giật đột nhiên mở mắt ngươi linh hồn phẩm chất đối với thủy thuộc tính cảm giác đã đến rất mạnh tình trạng chắc là bên trong cơ thể ngươi thủy giáng thiên tinh tạo thành đi tô giật thật sâu nhìn đoan một tiểu mạng trong lòng suy nghĩ nguyên lai nàng biết đoan một tiểu mạng đôi mắt đẹp hiếp lại hai tay khoanh nhìn tô giật quanh thân linh hồn năng lượng biến hóa nhẹ giọng nói ra tầm thường vũ giả linh hồn phẩm chất không cao linh hồn năng lượng cũng không cảm ứng được nguyên khí thuộc tính chỉ có thể đơn giản thôi động trong cơ thể nguyên khí thuộc tính mà thôi lập tức trong giọng nói mang theo một tia nặng nề cảm giác kiêu ngạo, nhưng là ngự hồn sư bất đồng, ngự hồn sư linh hồn phẩm chất cực cao, trời sinh thì có đối với nguyên khí trong cơ thể thuộc tính cùng đối với không gian quy tắc cường liệt cảm giác lực, giải khai không gian quy tắc, là có thể đang đột phá võ giả công cùng xiền xiết, trở thành tuyệt thế cường giả, cho nên ngự hồn sư trời sinh chính là cường giả, có thể đứng ngạo nghệ thế gian, siêu việt thường nhân gấp mấy lần, trước mắt không phải nhất vị này. Tô giật nhẹ giọng cười nói đoan mộc tiểu mạng đã là lục phẩm sơ cấp ngự hồn sư lại là nửa bước nguyên thiên vũ giả xem như vậy đoan mộc tiểu mạng nhất định mạnh đến nỗi làm người ta giận sôi nhưng là làm được thân cận chính mình nguyên khí thuộc tính lại là gì bên ngoài khó ta bế quan nhiều năm như vậy cũng là mới ngộ đến đạo lý như vậy ngự thiên quyết kỳ thực vô cùng cường đại hiện nay ngự thiên cung thông hành ngự thiên quyết toàn bộ là trải qua vô số tiền bối tổ tiên thay đổi mà chân chính có thể ngộ đến nguyên khí coi mắt không có một người đoan một tiểu mạng nguyệt mâu hơi hơi nhíu lên, nhẹ giọng nói đạo, cho nên, nguyên tông cảnh giới vũ giả linh hồn phẩm chất cũng đều không yếu, tu vi võ đạo tăng trưởng, tùy theo cũng sẽ tu luyện linh hồn năng lượng chính là đạo lý này đi. Tô giật bừng tỉnh đại ngộ, phía trước, cùng thần ngọc, thần phong hay là ngọc đỉnh tông những thứ kia nguyên tông kỳ cường giả giao thủ thời điểm, tô giật cũng có thể cảm giác được ở linh hồn năng lượng trên lọc vào nghiền ép, không sai nguyên tông cùng nguyên vực cảnh đột phá khó thì khó ở cái địa phương này ngự hồn sư lại không có cái này vấn đề mặc dù là nguyên khí thuộc tính hỗn độn cũng không ở nói hạ đoạn mục tiêu mang tuyết ngọc tay nhỏ bé lần thứ hai mở rộng không gian xung quanh trong nháy mắt đông lạnh xuống hướng tô giật quăng tới ánh mắt mong chờ ngươi linh hồn phẩm chất đã đối với thủy thuộc tính nguyên khí cực kỳ thân cận theo về sau đoan mộc tiểu mạng chỉ chỉ tự dưới nền đất lan ra kéo dài ở tường bên trên dịch thấu trong suốt địa mạch nói đạo này địa mạch vốn là một cái lớn vô cùng trắc hồn nguyên tinh, hạ tới ngự thiên xuyên chi nhánh, trên có thể tập linh khí của thiên địa, hái nhật nguyệt tinh hoa, tuyệt đối có thể trắc ra ngươi linh hồn năng lượng. Vừa nói, một bên ý bảo tô giật hướng đi tới bên này, cả người rung lên, tô giật trầm ngâm một tiếng liền để sát vào địa mạch, ông ông, lõa lộ ở tường ra bộ phận, toàn bộ địa mạch ngủ thải sặc sở, tản ra cực kỳ tia sáng chói mắt, mỗi một tiết thời điểm, lại vừa vặn có một nhô ra bộ phận một tầng lại một tầng, đem toàn bộ địa mạch chia làm bảy cái bộ phận, mà mỗi một tiết bên trong, lại vừa lúc có bảy cái màu đen nứt khe, quay quanh ở địa mạch bên trên, chính thể cực giống một căn huyễn lệ vô cùng cây trúc, tô giật không khỏi sinh lòng hiếu kỳ, như vậy chắc hồn địa mạch tô giật vẫn là lần đầu tiên thấy, ngự hồn tu vi tầng thứ, tứ phẩm sẽ cùng với nguyên hoàng kỳ, muốn đến ngũ phẩm, đối với nguyên khí thuộc tính cảm giác mãnh liệt hơn. Nguyên nhân này không phải thiên phẩm không thể. Đây cũng là ngự hồn sư muốn địa vị cao hơn luyện khí sư cùng luyện đan sư khác biệt, không riêng tu luyện độ khó lớn, đối với điều kiện bản thân cũng là cực kỳ hà khắc. Đoan một tiểu mạng đứng ở một bên yếu ớt nói ra, thiên phẩm linh hồn, lại hướng trên sẽ căn cứ thân cận bất đồng thuộc tính ngũ hành, chia làm kim mộc thủy hỏa thổ sắm gió bảy bộ dạng, đồng dạng có vừa tới cửu trọng. Mà ngươi thủy bộ dạng thiên phẩm hẳn là đến ngũ trọng, nhỏ bé cảm giác tô giật linh hồn năng lượng biến hóa, nhẹ giọng nói, tà phía trước để cho ngươi ở huyền âm ngũ hành trì trung chữa thương đồng thời cũng là để cho ngươi đối với linh hồn năng lượng có một mới giải khai ngộ tính của ngươi không sai xuất hiện về sau liền đến tam phẩm trung cấp tiêu chuẩn ồ ngươi gì thì đến tứ phẩm sơ cấp đoan một tiểu mạng nhãn lộ ra dị sắc nhãn trung tràn đầy vô cùng kinh ngạc tuy nói chỉ là nguyên hoàn cảnh khác biệt thế nhưng đối với một cái hồn thuật nhập môn người mà nói đây quả thực là không thể sự tình đoan một tiểu mạng nhãn trung hồi tưởng lại ngày ấy thủy giáng thiên tinh theo tô giật trong cơ thể nhô ra tràn cảnh, lập tức thoải mái. Tứ phẩm sơ cấp là đúng ngươi tổng thể linh hồn năng lực định vị, mà càng cẩn thận ước định phải nhờ vào địa mạch, một dạng, ngươi đem để tay đi tới đi. Tô giật ngoái đầu nhìn lại liếc mắt một cái đoan một tiểu mạng, tuyệt mỹ thanh lệ khuôn mặt trên hiện lên vẻ chờ mong, lập tức tô giật đem nhẹ tay nhẹ dựng trên địa mạch, chợt, địa mạch quan mang mãnh liệt, ngũ thải ban lan linh hồn năng lượng tự như vật còn sống một dạng, trong nháy mắt gào thét mà ra, đem tô giật vây quanh, vô số lỗ chân lông trong nháy mắt mở ra, giống như khí khẩu một dạng tham lam hút lấy linh hồn năng lượng. Trong cơ thể thiên nguyên yêu hồn này thì dường như dịu dương một dạng điên cuồng mà cùng ngũ thải linh hồn năng lượng dung hợp lẫn nhau, tâm hồn cự chiến trong lúc đó, thổ, mộc, thủy, hỏa bốn chủng nguyên khí thuộc tính cũng ở kinh mạch bên trong bắt đầu rung chuyển, hít giác chết khí huyền linh thần mạch thư giảng đại không gì sánh được, đủ để dung hạ bốn cổ nguyên khí thuộc tính đồng thời hướng tâm hải phi nhanh đi, cảm giác kỳ diệu xen kẽ trong đó, âm, giống như thổ mộc bàn thạch, đại địa tự nhiên trầm tĩnh cảm giác, tô giật trực cảm thấy đến nhất chủng thiên hạ bụi bậm, bá lăng thiên xuống tan thương trầm hậu cảm giác, vu vu, bảo táp tịch quyển. Đầy trời cổ đảng phong thuộc tính năng lượng ở tô giật trong cơ thể long quyển một dạng phi nhanh ra, tự hồ muốn tô giật kinh mạch toàn bộ xé nát, suy suy băng tinh cuốn quanh, bạch sắc phong thuộc tính nguyên khí trong nháy mắt bị màu xanh da trời thủy thuộc tính thay thế, dường như lôi đình một dạng thủy long mang theo bá đạo hủy diệt khí thế, có giống như là biển gầm phiên gian đảo hải, phi nhanh không thôi. Chương 1719, hỏa bộ dạng ngũ trọng nữa, gào kỹ, thần cầm mở mắt, tô giật trước mắt tự hồ thấy vắt ngang thiên địa thần cầm ngạo thiên, vô cùng vô tận hỏa diễm giải lụa lăng thiên phiêu tán rơi rụng. Cùng cùng nổi lên cùng mây bắt đầu nhanh chóng ngưng kết, hỏa hải cuồn cuộn trương khai miệng to bên trong hừng hực liệt diễm thế muốn đem toàn bộ thiên địa hủy diệt thôn phệ nhất tẩn đứng ở tô giật bên cạnh đoan một tiểu mạng thần sắc sớm đã biến lại biến khí tức quanh người trào đảng hộ thể quan tráo trong nháy mắt mở ra quý làm băng tinh bao phủ dường như người ngọc một dạng lãnh ý tràn ngập khuôn mặt trên không khỏi động dung chỉ thấy địa mạch bên trên cùng ngũ thải linh hồn tương liên về sau quan mang lúc cao lúc thấp có bốn tiết địa mạch không ngừng dâng lên bốc lên quan mang trùng tiêu, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ địa mạch không gian, giống như ban ngày một dạng, địa mạch bên trên, một lam một hồng hai chủng nhan sắc cực kỳ chói mắt, giống như là ngọc thạch ống ánh trong suốt, quan mang hướng trên leo vọt tốc độ cực kỳ dọa người. Mà đổi thành bên ngoài một vàng nhất bạch hai chủng nhan sắc thì phải ảm đạm một ít, nhưng tương tự ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng lên. Hô, đứng ở một bên đoan một tiểu mạng mắt lộ ra nhà sắc, nhìn đã bị ngũ thải quan mang bao gồm tô giật, nhắm chặt hai mắt, thấp giọng nỉ non, hắn tại sao có thể có bốn chủng nguyên khí thuộc tính, chỉ thấy tô giật quanh thân không ngừng có như là sấm gió tiếng rít bạo khởi, hiết dét dét khi đánh trách giải lụa quan mang thành hình xoắn ốc vần quanh ở tô giật thân thể bên trên, hiết dét dét khí, rất nhanh, bốn đạo nguyên khí thuộc tính theo tô giật mi tâm, hai tay, hai chân lướt đi, cùng cùng kình phong tràn ngập xung quanh khoảng không các đá tung bay. Kịch liệt động tỉnh vang vọng toàn bộ địa mạch không gian, Đem đoan mộc tiểu mạng cùng tô giật quần áo thật cao thổi bay, phần phật sinh phong, đứng ở tô giật thân về sau. Đoan mộc tiểu mạng bỗng nhiên nhớ tới mới vừa bị tô giật cứng trắng đặt ở cái ghế trên tràn cảnh, một cổ ý niệm tự nhiên mà sinh. Phi hà lan ra trên tuyết bạch cổ, không khỏi lặng lẽ đem thanh lệ khuôn mặt nhỏ nhắn xoay qua chỗ khác, nhếch môi đỏ mộng, rống rống. Một tiếng hí the thế âm thanh triệt thiên khung, dường như muốn phá tan địa mạch, bay thẳng cửu thiên bốn đạo hỗn tạp nguyên khí giải lụa giống như quan trụ một dạng bạo sông vào địa mạch bên trên địa mạch lập tức sinh ra một đạo âm bạo thanh nguyên khí nhân mạch mới vừa phát sinh quan mang trong nháy mắt lần thứ hai chói mắt càng thêm quan mang đúng vậy địa mạch không gian sáng như ban ngày ông ông chỉ thấy lam sắc cùng hào quan màu đỏ chung tiến hành cùng lúc đồng thời hướng đệ thứ năm vết trạng đi vàng sắc cùng với ánh sáng màu trắng thế đi dần dần chậm thật dài quan mang vĩ nhãn thần đến đạo thứ hai vết trạng cùng đạo thứ ba vết trạng liền đã đình trệ, cuối cùng còn dư lại hai đạo quan mang hung hãn không hiểu liên tục đột phá đạo thứ ba, thứ tư đến vết trạng, toàn bộ không gian trong nháy mắt bắt đầu hơi lay động, mãnh liệt tinh thần sống trùng kích hư không, không gian sống gần cũng theo đó tạo nên từng cơn sóng gần, như này hỗn tạp nguyên khí thuộc tính, dung hợp mà thành thiên phẩm linh hồn đã vậy còn quá mạnh mẽ, đã là thổ bộ dạng nhị trọng, phong bộ dạng tam trọng ánh mắt bên trong hơi hơi có ba động, đoan mộc tiểu mạng khiết cánh tay lăng không vung lên, giữa thiên địa đột nhiên tỉnh, ba động cũng trong nháy mắt tiêu thất, nhưng là hỏa bộ dạng cùng thủy bộ dạng làm sao sẽ mạnh như vậy? Đoan mộc tiểu mạng nguyệt mâu trong lúc đó tia sáng kỳ dị liên tục, vừa dứt lời, quan mang lần thứ hai tăng vọt, hai mắt nhắm chặt tô giật ngủ chỉ hơi hơi nắm chặt thành quyền, cả người kinh khí trong nháy mắt tăng vọt đến mức tận cùng. Linh hồn năng lượng như sóng triều một dạng sôi trào mãnh liệt, nơi cổ họng rất nhỏ phát sinh một tiếng thấp quát tiếng, âm, bỗng dưng, lam sắc cùng ánh sáng màu đỏ đều đã trùng kích đến ngũ trọng vết trạng chỗ. Cái này ý nghĩa tô giật thiên phẩm linh hồn, đã có thủy bộ dạng ngũ trọng, hỏa bộ dạng ngũ trọng cảnh giới. Lập tức, lam sắc quan mang đình trệ, cuối cùng rốt cục rơi vào lam sắc đệ thứ năm vết trạng, đã không còn dơ lên xu thế. Thủy bộ dạng quả nhiên là ngũ trọng, nhưng là hỏa bộ dạng linh hồn vì sao còn có lên cao ba động. Đoan mộc tiểu mạng nhãn trung hiện lên một tia kinh ngạc, trong lòng trung mạnh, lẽ nào vẫn còn tiếp tục đột phá, Nguyệt Mâu chăm chú nhìn tô giật, tuyết ngọc tay nhỏ bé không tự chủ rất nhanh, dường như chính mình kiểm tra đo lường một dạng, tâm thần không hiểu khẩn trương, lại qua hồi lâu thời gian, cuối cùng hào quang màu đỏ cũng bắt đầu đình chỉ, cuối cùng rơi vào đệ thứ năm vết trạng cùng đệ thứ sáu vết trạng trong lúc đó, ngay vào lúc này, tô giật cả người kinh khí tiêu tán, quan mang cũng hóa thành vô số quan vũ rơi thổ nhưỡng trong lúc đó, lại lần nữa bị địa mạch hấp thu, chậm rãi mở hai mắt ra, hầu trong lúc đó thật dài phun ra nhất khẩu trọc khí, thiên địa trong suốt không gì sánh được, tô giật tức thì mừng rỡ không thôi, có thể cảm giác được bị địa mạch này năng lượng đổ trong cơ thể về sau. Mỗi một tế bào cùng lỗ chân lông đều tản ra sức sống vô tận, phía trước thương thế cũng đã tốt không thiếu, thật thần kỳ. Tô giật ám tự khẽ hô nhất lần, không thể tin tưởng nhìn hai tay, quả thực thần kỳ. Tô giật nâng lên lông mi, đoan mộc tiểu mạng duyên dáng yêu kiều ở trước người mình, trắng như tuyết quần áo lộ ra thánh khiết như sương quan thải, đảo đôi mắt đẹp, cực giống bầu trời thần nữ. Khái khái, ho nhẹ một tiếng, tô giật nói nhỏ, sư phụ, như thế nào đây? Ta là cái gì cầm tinh linh hồn, đoạn mộc tiêu mang cũng là hơi ngừng lại, có chút lúng túng chỉ vào địa mạch quan mang, tuyết môi khẽ nhúc nhích, chính ngươi xem đi, tô giật một chút cầm thân thể nghiêng về trước, mũi hơi hơi co rúng nói đạo, ừ, thổ bộ dạng nhị trọng, phong bộ dạng tam trọng, thủy bộ dạng ngũ trọng, di, cái này hỏa bộ dạng rốt cuộc là ngũ trọng vẫn là sáu trọng, đoan một tiểu mạng đôi mắt đẹp lưu chuyển, chuyển thân thể, nhẹ đủ chỉ xuống đất nói ra, ngũ trọng lấy trên sáu trọng lấy hạ đi, tô giật tức thì nhức đầu, mang chút đáng tiếc nói ra, làm sao không được trực tiếp đột phá đến sáu trọng đây. Có phải hay không ta không đủ mạnh a à? đoan một tiểu mạng hơi ngẩn ra đánh nhẹ một cái tô giật đầu nói ra ngươi thật đúng là lòng tham vô thuộc tính thiên phẩm linh hồn liền đã đại biểu cho ngươi so với đại đa số người nguyên khí thuộc tính cảm giác mạnh hơn nhiều lắm mà như đối với một chủng nguyên khí thuộc tính đến cực kỳ thân cận tình trạng mới có nhất trọng biến hóa bình thường ngự hồn đỉnh cấp cường giả cũng liền bất quá là nhị trọng tối đa tam trọng đoan một tiểu mạng nhỏ bé dạng lấy cáu giận ánh mắt nũng nịu nói ra ngươi có bốn chủng nguyên khí thuộc tính tuy nhiên cũng còn không yếu, ngươi linh hồn đồng thời đối với bốn chủng nguyên khí thuộc tính lẫn nhau thân cận, đã là kỳ tích được không? Nghe đoan một tiểu mạng vừa nói như thế, tôi giật tức thì nhếch môi cười cười, nói như vậy, ta còn là rất không tệ đấy. Tôi giật tráng một cái, nhìn chầm chầm đoan một tiểu mạng lãnh đạm khuôn mặt nhỏ nhắn nói ra, sư phụ, ngươi là cảnh giới gì à? Đoan một tiểu mạng đôi mi thanh tú vi phiết, linh lung trước ngực hô hấp phập phòng bất định, nói ra, thủy bộ dạng ngũ trọng, thổ bộ dạng tứ trọng, tô giật không khỏi trong lòng mừng như điên, nửa bước nguyên thiên đoan mộc tiểu mạng ở thiên phẩm linh hồn tạo nghệ trên dĩ nhiên không kịp chính mình, đây chẳng phải là ý nghĩa đoan mộc tiểu mạng cao độ, lấy sau mình cũng có thể đạt được, tô giật tiến lên sụp đổ một bước, ánh mắt chờ mong không ngớt. Khóe miệng liệt ra mấy viên đại bạch nha nói đạo, cái kia A Sơ đây, hắn chính là thiên phẩm linh hồn, trước ngươi cũng là sư phụ ngươi kiểm trắc, hắn như thế nào đây? Chương 1720, đương thời thiếu anh hào đoan mộc tiểu mạng có chút lúng túng bình tĩnh như nước khuôn mặt thoáng ba động nói ra phong bộ dạng nhất trọng thủy bộ dạng tam trọng còn tuổi nhỏ đã không kém Tô giật gật đầu nhãn lộ ra dị sắc nói ra cái này linh hồn phẩm chất ở lấy sau còn có thể tăng sao linh hồn phẩm chất bất đồng linh hồn năng lượng cầm tinh phân chia chính là đối với nguyên khí thuộc tính thân cận trình độ linh hồn phẩm chất cơ bản từ lúc vừa ra đời liền cố định không có cực đại biến động đoan mộc tiểu mạng trầm ngâm nói đạo quá nửa buổi, đoan một tiểu mạng ngọc diện nghi hoặc, hướng tô giật quan tới chất vấn ánh mắt, tô giật lại cảm giác không quá chuẩn xác, nhiều nguyên khí thân cận trình độ là tiêu chuẩn, chính mình rõ ràng phía trước thủy bộ dạng linh hồn phẩm chất trước kia cũng không có cao như vậy, ừ. Ngươi mồi lửa thao túng tự hồ so với thủy còn cường hãn hơn, là chuyện gì xảy ra? Phía trước có phát hiện sao? Tô giật tức thì có chút ngữ ế, tô giật đương nhiên biết mình là chuyện gì xảy ra, thân phụ đế tước cùng kim long hai chủng truyền thừa hơn nữa trong thực tập đều từng trải hỏa khảo nghiệm hỏa thuộc tính không mạnh mới là lạ tô giật dường như hiểu một ít chẳng lẽ nói chính là kế thừa thần chỉ truyền thừa cho nên không thể biến hóa linh hồn phẩm chất ở chính mình thân trên cũng bắt đầu lên cao ngừng trong lòng chấn động kịch liệt tô giật ngẩng đầu nhìn tường nhẹ giọng nói đạo trước kia khi còn bé ta bị người nói là củi mục tạp dịch chi tư thời điểm ta một cái người thường thường sẽ đi tìm miệng núi lửa tu luyện khả năng. Có thể là khi đó luyện đến đi, tôi giật con mắt thượng phiêu, nhìn thiên, như có điều suy nghĩ nói đạo. Một lát vô âm, tô giật nhìn đoan một tiểu mạng, chỉ thấy bên ngoài đã ngơ ngác xuất thần, làm sao? Sư phụ, tâm thần quay lại, đoan một tiểu mạng hút hút mũi, có chút ba động mà nói ra, không có gì, nguyên lai like ngươi khi còn bé cũng như vậy khổ, ha ha. Bây giờ không phải là không được khổ sao? Sư phụ, lấy sau với ngươi, lấy sau đều sẽ vui vẻ. Lời vừa ra khỏi miệng, tô giật cũng cảm giác những lời này làm sao là lạ. Đoan mộc tiểu mạng cũng là thần sắc trung lên, thon thả khẽ động, nói nhỏ, đứng đắn một ít. Ngươi linh hồn phẩm chất đã rất tốt, hẳn là dạy ngươi hồn kỹ năng, tùm tùm, hồn kỹ năng cũng là đến ngự thiên cung, tô giật mới biết được thế thượng thậm chí có cùng vũ kỹ một dạng công kích chiêu số, bất quá là lấy linh hồn năng lượng thúc dục phát, có thể đối với địch nhân hình thành linh hồn công kích, đối với bên ngoài tâm trí tạo thành quấy rầy, cực dễ dàng ở đối địch thời gian chiếm giữ thượng phong, lại có hồn kỹ năng còn có thể câu động viễn cổ tàn hồn, đây cũng là ngự hồn sư cường đại địa phương, hồn kỹ năng ta cũng sẽ a. À. tôi Tô giật chân mày rung lên, trong nháy mắt bạch giao thần lực bắt đầu khởi động, kình phong trong nháy mắt tràn ngập thiên địa, một cổ già nuôi linh hồn năng lượng trong nháy mắt tại chỗ nổi lên từng đạo toàn phong, vô song long chợt hiện, dùng khí như vực sâu, tô giật quanh thân tràn đầy bạch sắc quang mang trong nháy mắt tại chỗ huyển hóa ra bốn đạo nhân ảnh thân hình lóe lên tô giật đứng tại chỗ mạch một chỗ khác quan phần cuối chỗ tô giật trong nháy mắt hiện ra một cổ cực đoan cường hãn vô hình lực lượng lạ tả liên tục loẹ ra bốn bóng người như huyển ảnh điệp thân một dạng tức thì tứ trọng thân ảnh giống nhau như đúc đứng ở đoan mộc tiểu mạng trước mặt một cái nhăn mày một tiếng cười nhất cử nhất động đều là tương đồng tô giật đầu hơi hơi ngẩng lên nhìn xéo qua đoan mộc tiểu mạng mặt mang ngạo khí cùng đắc ý màu sắc. Sư phụ, ngươi xem ta đây hồn kỹ năng như thế nào? Cảnh tượng trước mắt rất tinh tường, đoan mộc tiểu mạng trong nháy mắt hai mắt đẫm lệ mê mang, tâm thần ba động, não hải bên trong chợt bị kéo về đến nào đó trong nháy mắt. Trước mắt đồng dạng có nhất vị anh Tuấn Lâm phong thiếu niên nhanh nhẹn, mặt bạch sắc trường bào, hình thể thon dài tuấn lãng, mày kiếm tinh nhãn, anh Tuấn chân núi chỗ lộ ra một cổ thiên hạ ai cùng so tài tà ngạo cùng quyến khí độ tràn cảnh biến ảo ở nhất chỗ bạch ngọc sân rộng bên trên, khắp nơi không phong, vô số ngự thiên cung đệ tử tụ lại cùng một chỗ, nhãn trung không gì sánh được mới mẻ nhìn thiếu niên thi triển hồn thuật, tỷ Đi đem ta tỷ tìm đến, thiếu niên hò hét người bên ngoài, tay đủ cũng là trên dưới tung bay, lòng bàn tay bên trong ấn quyết huyền ảo khó dò. Rực rỡ như mây một dạng phù văn thần bí không ngừng súng lại ở thiếu niên bên cạnh, quan mang bao phủ, oai hùng bất phàm, ngay vào lúc này, đoàn người bên trong, lướt qua nhất vị tuyết bạch thân ảnh, tuyệt đẹp khuôn mặt lãnh đạm như trước, thật dài tóc đen tung bay, lộ ra nhất đôi thu thủy một dạng con ngươi, chính là trẻ tuổi đoan mộc tiểu mạng, như nguyệt bạch một dạng khuôn mặt đạm nhiên nhìn chầm chầm thiếu niên, cười nhạt nói đạo, làm cái gì? Ta đang tu luyện, không có chuyện không nên quấy rối ta, phản phất là bị bại tính tình một dạng, thiếu niên nhìn chung quanh một vòng người chung quanh, lập tức môi mỏng vi phiết khóe miệng vẽ ra một tia tà khí lẫm nhiên độ công, thân sau trong nháy mắt huyển hóa ra bốn đạo giống nhau huyển ảnh. Tỷ, ngươi cái kia phá võ công có tu luyện cái gì đấy? Xem ta hồn kỹ năng, chỉ thấy tên này phong thần anh tuấn thiếu niên, đủ nhọn nhẹ nhàng điểm một cái, trong nháy mắt thân hình cất cao mấy trăm trượng, đứng lơ lửng trên không, khí độ trong nháy mắt bá đạo không gì sánh được, bốn bóng người bằng khoảng không hợp nhất, bùng lên ra liên miên sáng chói ánh sáng vòng, đem toàn bộ quan đảng phía chân trời chiếu sáng màu sắc trực trở, tức thì kình phong gào thét, phong vân biến sắc, toàn bộ thiên địa bên trong đều tràn đầy phóng đảng không kềm chế được linh hồn năng lượng, phô thiên cái địa, kình khí bốn quyển, suy, thiếu niên quan sát cả phiến ngự thiên xuyên, dưới đáy vô số ngự thiên cung đệ tử một tay che ở cái trán lên, tất cả vây xem người đều là cao mày nhìn dường như thiên thần một dạng thiếu niên, nhãn trung tràn đầy cực kỳ hâm mộ cùng kinh ngạc, tiểu bạch giao thiếu niên ngưỡng thiên thét dài, cực xa chỗ, một đoàn bạch sắc thần quan cấp tốc mà đến, sau một khắc, thiếu niên chấp tay mà lăng lập, đứng ở giao thủ bên trên, bạch sắc giao long vắt ngang thiên địa, nhất đôi đồng tử như chuông đồng một dạng lóng lánh hung hãn khí tức, quanh thân giăng đầy lân giáp ở quan mang soi sáng bên dưới tỏa ra ánh sáng lung linh, cứng trắng không gì sánh được, nhẹ nhàng lấy về sau, toàn bộ thiên địa đều bị rung rẩy. Thân thể thiếu niên nghiêng về trước thành không bước, tay khoát lên đầu gối bên trên, cười nhẹ nhàng, khóe miệng chậm rãi từ cười khẽ biến thành cười to, tỷ, ta dung hợp tiểu bạch giao lực lượng. Thế nào? Lợi hại hay không? Đoan mộc tiểu mạng điểm nhẹ tần thủ, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lập tức thần sắc thu liễm, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chầm chầm chân trời thiếu niên, ngươi đã là thay mặt cung chủ, làm sao như thế không có quy củ? Ta đi nói cho sư phụ, nguyên lai thiếu niên chính là ban đầu đoan mộc kình thiên, chỉ nghe đoan mộc kình thiên, cười lớn một tiếng, ngồi bạch giao thần nhanh chóng hướng xa chỗ đi yếu ớt phía chân trời chỉ chừa hạ đoan một tiểu mạng kinh ngạc khuôn mặt cùng một chuỗi thật dài hồi âm tới tháng ta chính là chính thức cung chủ tỷ ta muốn đi ra ngoài dạo chơi một phen ta đã bẩm báo sư phụ chờ ta trở lại mang cho ngươi thứ tốt đi tâm thần nhanh chóng thu hồi đoan một tiểu mạng quạt lông một dạng lông mi lần thứ hai phiên động thời điểm đã lần nữa trở lại âm hàng mờ mịt địa mạch không gian bên trong tiếng gió rít gào năng lượng thao thiên bốn đạo giống nhau thân ảnh, tô giật nhãn thần bên trong hơi có một chút đắc ý, đoan một tiểu mạng thật sâu phun một ngụm lan khí, bàn tay tung bay, một giải lụa liền trọng trọng đánh vào khoảng cách địa mạch xa nhất một đạo áo ảnh bên trên.